Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 37. Trong lòng Từ Thông rét lạnh. Ông ta biết, nếu như những gì mà Nghê Hoài Kỳ nói là sự thật, hiệp hội đã mở họp, đồng thời thông qua được quyết định, như vậy hoàn toàn chính xác là đã không còn tác dụng gì nữa. Hiệp hội võ đạo biểu quyết thông qua quyết định, tất cả hội viên hiệp hội nhất định phải tuân thủ. Điều này có nghĩa là tất cả các tông sư 6 tỉnh một thành phố của Hoa Đông đều sẽ đứng về phía Nghê Hoài Kỳ, bao gồm cả Chu Khiếu Uyên và Hoàng Phủ Hiền. Điều này phiền toái rồi. Từ Thông luôn cảm thấy chuyện này không đúng chỗ nào đó. Bọn họ mở họp từ bao giờ? Vì sao lại thông qua quyết định nhanh như vậy? Theo lý mà nói, loại chuyện này không có khả năng không để lọt một tin tức nào được, chắc chắn cũng không thể gạt. Được ông ta và Trần Định Bang. Chẳng lẽ phía sau chuyện này còn có thế lực gì khác đang thúc đẩy? Nhưng bất kể như thế nào, ông ta không thể lùi bước, nhất định phải bảo vệ được Lang Dụ Văn. Nếu như tôi nhất định phải đưa đi thì sao? Ánh mắt Từ Thông vô cùng lẫm liệt, giống như hổ dữ trừng mắt. Ông có thể thử một chút, Nghê Hoài Kỳ nhìn thẳng ông ta, không hề né tránh. Lúc này, mọi người chợt nghe thấy một tiếng cười ngông cuồng. Ha 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 ha, ông nội muốn tới liền tới, muốn đi liền đi, ai cũng không xen vào được. Người nói chuyện chính là Mã Sơn. Anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, sau đó đi ra ngoài. Lại bị mấy đệ tử mà Hầu Khuê Đông đưa tới ngăn lại. Hai bên lập tức đánh nhau. Đây đều là tinh nhuệ của võ quán Hoa Anh, môn sinh đắc ý của Hầu Khuê Đông. Căn cơ công phu sâu hơn Mã Sơn rất nhiều. Nhưng thứ mà Mã Sơn học chính là võ cổ, pháp môn và võ đạo bình thường đúng là rất khác biệt, mà bộ võ của anh ta càng xuất quỷ nhập thần. Cộng thêm lần này tới thành phố Long, đi lên Mao Sơn, anh ta đã tiến bộ nhanh chóng, lại được Lý Dục Thần cho đan dược điều trị, bây giờ chính là lúc dư thừa chân khí. Vậy mà mấy đồ đệ của Hầu Khuê Đông lại đột nhiên không ngăn được anh ta, bị anh ta đánh túi bụi. Võ cổ, Hầu Khuê Đông thân là tông sư, vẫn phải có chút âm nhìn, cậu có quan hệ gì với Chu lão tông sư? Theo ông ta biết, cho dù là Giang Đông hay là Nam Giang, chỉ có nhà họ Chu Kim Lăng là truyền thừa võ cổ. Mà trong toàn bộ nhà họ Chu chỉ có Chu Khiếu Uyên là thực sự học thành, ngay cả đệ tử đắc ý của Chu Khiếu Uyên Bách Phú Minh, cho dù đã bước vào cảnh giới tông sư, nhưng thứ ông ta tu luyện lại không phải võ cổ. Nghê Hoài Kỳ cũng nhíu mày. Nếu như Mã Sơn có quan hệ gì với nhà họ Chu, người này sẽ không dễ xử lý. Cái gì mà lão Chư, lão Dương, lão Ngưu, ông nội đây họ Mã, là lão Mã, ha 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 han. Nghe nói như thế, gánh nặng trong lòng Hầu Khuê Đông liền biến mất, chỉ cần không có quan hệ gì với Chu Khiếu Uyên, ông ta sẽ không phải lo lắng nữa. Cuồng đồ vô tri, có biết tông sư không thể bị làm nhục không? Cậu dám nói đùa về Chu lão tông sư, chính là muốn chết. Dứt lời, ông ta bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đẩy đệ tử của mình ra, đưa ói ra một chưởng đánh về phía trước ngực Mã Sơn. Tông sư ra tay, đương nhiên không thể coi thường. Từ Thông và Trần Định Bang đều nói thầm một tiếng không ổn. Mã Sơn hoàn toàn không sợ, vẫn chân đạp bộ võ, không ngừng di chuyển muốn né tránh một chưởng này, sau đó lại tung quyền phản kích. Nhưng mà cho dù công phu của anh ta có tiến bộ nhanh như thế nào thì vẫn còn kém xa tông sư. May mắn bộ võ thần kỳ, thân hình như quỷ mị, ngay cả Hầu Khuê Đông cũng suýt nữa không thành công. Nhưng Hầu Khuê Đông có thực lực tông sư, làm sao lại để cho một chiêu này của mình trở thành vô ích được, nếu ông ta phải ra chiêu thứ hai với một nhân vật nhỏ như Mã Sơn, vậy sẽ không ngẩng đầu được trong hiệp hội võ đạo nữa. Bàn tay của ông ta đánh ra, chợt thấy Mã Sơn di động như quỷ mị, đã tránh được, nhưng ông ta vẫn không thu trưởng thế, chỉ là hơi lệch đi, thuận thế quét ngang. Lúc này, Mã Sơn đã không thể tránh được nữa, chỉ có thể ra quyền đón đỡ. Nắm đấm của anh ta nện thẳng lên cánh tay quét tới của Hầu Khuê Đông. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang. Nắm đấm của Mã Sơn liền vỡ vụn. Lực lượng này đi dọc theo cánh tay của anh ta mãi cho đến bả vai, toàn bộ cánh tay phải mềm nhũ ra như sợi mì. Xem ra cánh tay đã hoàn toàn vỡ vụn. Mã Sơn đứng ở nơi đó, dưới cánh tay rũ xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, cắn răng ken két, nhưng vẫn không kêu một tiếng. Một chiêu của Hầu Khuê Đông không thể đánh chết anh a, cảm thấy vô cùng mất mặt trước đồ đệ và Nghê Hoài Kỳ, sắc mặt ông ta hơi khó coi, đang muốn ra tay lần nữa. Chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, dừng tay.
chỉ thấy một người đàn ông trung niên nho nhã bên cạnh Từ Thông đi về phía trước một bước. Ông Lạc, có nắm chắc không? Từ Thông có chút lo âu nhỏ giọng hỏi. Lạc Đông Phúc mỉm cười, nhà họ Từ đối xử không tệ với tôi, lúc này mà tôi không xuất chiến, còn chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, ông ta nhẹ nhàng phủi phủi trường sam kiểu Trung Quốc trên người. Bỗng nhiên, một luồng khí cuồn cuộn bộc phát ra từ trên người ông ta. Khí thế cương chính. Hầu Khuê Đông và Nghê Hoài Kỳ đồng thời vô cùng kinh. Ông là đệ tử Khổng Môn. Không, tôi là đệ tử Mạnh Gia, Lạc Đông Phúc nói. Mạnh Gia, Hầu Khuê Đông nhíu nhíu mày, đệ tử Nho Gia từ trước đến nay không tham dự phân tranh võ lâm, ông muốn làm gì? Nhà họ Từ có ân với tôi, mấy người muốn động vào người nhà họ Từ thì phải bước qua tôi trước, Lạc Đông Phúc nói. Hầu Khuê Đông dường như có chút kiêng kỵ với Mạnh Gia, ông ta và Nghê Hoài Kỳ liếc nhau một cái, nói, Nho Gia không đọc sách, lại chạy tới đánh nhau. Mau đi đi, đừng nói người luyện võ chúng tôi bắt nạt người đọc sách. Lạc Đông Phúc cười nhạt một tiếng, tiên thánh có câu là mặc dù có hàng ngàn vạn người ngăn cản, ta vẫn hướng tới. Chính là bởi vì tôi là người đọc sách, mới biết được chắc chắn phải làm chuyện này, cho dù có chết cũng không hối hận. Hai vị tông sư, mời đi. Lời nói của ông ta vô cùng bình tĩnh tự nhiên, lại tự mang một sự hào hùng, phối hợp với khí thế cương chính bộc phát ra trên người ông ta, lọt vào tay người khác lại có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Lang Dụ Văn không khỏi gật đầu thầm khen, đây chính là khí phách thư sinh đi. Ông ta cũng là người đọc sách, nhưng so sánh với Lạc Đông Phúc cũng có chút xấu hổ. Nửa đời phiêu bạt, trên người dính đầy hơi tiền, làm gì có dáng vẻ nào của người đọc sách, chứ đừng nói đến là khí thể cương chính này. Ngay cả Từ Thông cũng không khỏi hoàn toàn thay đổi cách nhìn, phát hiện trước nay mình vẫn luôn xem thường Lạc Đông Phúc, cho dù gọi ông ta là tiên sinh, nhưng vẫn không đủ tôn kính. Bình thường vẫn coi ông ta là mưu sĩ kiêm hộ vệ bình thường. Thật ra loại người này, ông ta nên đối xử theo quốc sử. Ông Lạc, Từ Thông kêu một tiếng, muốn bảo Lạc Đông Phúc lui về. Để một vị nho sinh đối đầu chính diện với hai vị tông sư võ đạo, thực sự không phải là hành động sáng suốt. Nhưng ông ta chợt phát hiện, lúc này mở miệng đã chậm. Trên người người đọc sách có một loại rất khí chất đặc biệt kỳ quái, nói dễ nghe một chút thì gọi là khí phách thư sinh. Nói khó nghe thì gọi là tính tình bướng bỉnh, để tâm vào chuyện vụn vặt. Bây giờ gọi ông ta trở về, để ông ta lùi bước, chỉ sợ ông ta sẽ không lui, bởi vì đây là một sự sỉ nhục với một nho sinh. Mặc dù có hàng ngàn vạn người ngăn cản, ta vẫn hướng tới. Chết đâu có gì phải hối tiếc. Huống chỉ đối diện chỉ có hai người. Lạc Đông Phúc giống như biết Từ Thông muốn nói gì, ông A không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói, Từ gia chủ. Mấy năm nay cảm ơn ông đã quan tâm. Vợ con của tôi đều nhờ cả vào ông. Khóe mắt Từ Thông run lên, biết Lạc Đông Phúc đã có lòng chịu chết. Nhưng ông ta phát hiện, vậy mà mình lại không có biện pháp nào. Vừa không thể ngăn cản Lạc Đông Phúc, cũng không thể ngăn cản Nghề Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông. Làm kiêu hùng một đời, gia chủ nhà họ Từ ở Cô Tô, nhưng lúc này Từ Thông lại cảm thấy vô cùng uất ức. Yên tâm, ông Lạc, Từ Thông trầm giọng nói. Người nhà của ông chính là người nhà của Từ Thông tôi, chỉ cần tôi còn sống, chỉ cần nhà họ Từ ở Cô Tô vẫn còn, bọn họ sẽ vĩnh viễn được hưởng vinh hoa. Lạc Đông Phúc mỉm cười, khí thế cương chính trên người càng thêm cuồn cuộn. Hầu Tông Sư, Nghề Tông Sư, hai ông ai tới trước, hay là cùng nhau tiến lên? Lạc Đông Phúc vô cùng hào hùng, giống như căn bản không để hai vị Tông Sư vào mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hầu Khuê Đông vốn dĩ cũng bởi vì ông ta là đệ tử Mạnh Gia mà cảm thấy kiêng kỵ, lúc này thấy ông ta ngông cuồng như thế, liền không khách khí nữa, nói ra, được, vậy cứ để một kẻ thất phu luyện võ như tôi đến học hỏi bản lĩnh bên ngoài triều đình của Nho Gia các ông đi. Hầu Khuê Đông nói xong vẫn không hề di chuyển, chỉ phóng chân khí ra bên ngoài, toàn thân bộc phát ra một lực áp bách cường đại vô song. Ông ta cố ý muốn lấy chân khí võ giả để áp chế khí thế cương chính của Nho Gia. Vừa rồi lúc Lạc Đông Phúc bộc phát ra khí thế cương chính, trong sân vườn nhà họ Phan vô cùng tươi tốt, giống như tất cả ô nhiễm và bụi bẩn trong không khí đều bị rút đi, ánh năng chiếu thẳng xuống, mênh mông cuồn cuộn, ấm áp vui vẻ. Mọi người đều cảm thấy hô hấp thoải mái, giữa trời đất chỉ còn lại một vẻ thanh thản an lành. Mà lúc này, Hầu Khuê Đông vừa bộc phát chân khí ra, khí thế bành trướng,
uy áp và sát ý của võ giả trong nháy mắt đã tràn đầy sân lớn nhà họ Phan. Mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, hô hấp khó khăn, giống như bầu trời trên đỉnh đầu sắp sụp đổ xuống vậy. Lạc Đông Phúc thay đổi sắc mặt, thân thể chấn động, khí thế cương chính bành trướng lần nữa. Quần áo của ông ta không gió mà động, chòm râu nhỏ dưới cằm cũng bay phấp phới. Sát ý lạnh như băng bị khí thế cương chính ép lui, mọi người bỗng cảm thấy buông lỏng, hô hấp lại thông thuận lần nữa. Hầu Khuê Đông cười lạnh một tiếng, nho ra quả nhiên có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, tu vi của ông vẫn còn chưa đủ. Dứt lời, ông ta liền đạp chân về phía trước nửa bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Uy áp vô tận trong nháy mắt lại áp đảo khí thế cương chính, sát ý vô tận bốc lên lần nữa, trong không khí giống như hiện ra vô số thanh đao lạnh như băng không nhìn thấy. Mỗi lần mọi người hô hấp đều cảm thấy giống như bị đao cắt tim phổi. Khí tức trong trẻo thanh bình kia chỉ còn lại một không gian nhỏ với đường kính chưa đến 2 mét lấy Lạc Đông Phúc làm trung tâm. Lạc Đông Phúc đối mặt với uy áp tông sư, khí tức dần dần có chút bất ổn. Sắc mặt ông ta dần đỏ lên, từ đỏ chuyển sang tím, từ tím thành xanh, đây là hiện tượng không đủ khí huyết. Lạc Đông Phúc biết tu vi của mình so với tông sư võ đạo còn kém quá nhiều. Lúc này chỉ cần ông ta rời khỏi, vẫn có thể bảo vệ được mình. Dựa vào tên tuổi mạnh ra, Hầu Khuê Đông và Nghê Hoài Kỳ cũng sẽ không quá làm khó ông ta. Nhưng làm một nho sinh, làm đệ tử mạnh ra, truyền nhân Á Thánh, làm sao ông ta có thể lui bước được? Đều biết võ tướng xông pha chiến đấu, nhưng từ xưa đa phần loại người hy sinh vì nghĩa lớn, xả thân vì nghĩa lớn đều là người đọc sách. Nếu đã lựa chọn đứng ra, cũng đã dặn dò hậu sự, ông ta đã không còn để ý đến sống chết rồi. Lúc này, cho dù như thế nào, ông ta cũng sẽ không lùi bước. Dù biết rõ lùi bước sẽ có thể sống, không lùi chính là chết. Lạc Đông Phúc cắn răng nhẫn nhịn, cả người run rẩy, dốc hết tu vi cả đời vào hơi thở cuối cùng khởi động khí thế cương chính tồn tại giữa thế gian. Hầu Khuê Đông không khỏi nhíu mày. Ông ta không định lấy mạng của Lạc Đông Phúc, chỉ định dạy dỗ một chút coi như nể mặt Tê Lỗ với Mạnh gia, không cần phải trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng Lạc Đông Phúc lại không màng sống chết, khi ấy ông ta sẽ rất khó xử. Nho tu và võ đạo không giống nhau. Võ đạo không phân nội hay ngoại mà đều tu luyện chân khí, công phu được thể hiện rõ ràng trên chính cơ thể, chân khí cũng là sự tồn tại mật thiết nhất trong cơ thể. Nội lực càng thâm hậu, chân khí càng dồi dào. Còn khí thế cương chính của nho tu lại trải rộng khắp thế gian, không đi vào cơ thể nho sinh, chỉ thông qua phương pháp đặc biệt của nho tu giúp cơ thể kết nối với thế gian, từ đó khởi động khí thế cương chính. Cái gọi đọc sách nuôi khí chính là nuôi dưỡng khí của thiên địa, cảnh giới cao nhất là người trời hòa thành một. Nó và tu hành tự nhiên như nước chảy của đạo gia rất giống nhau. Tu vi của Lạc Đông Phúc chẳng phải là đối thủ của tông sư, nhưng ông ta không chịu nhân nhược, dùng hơi cuối cùng kêu gọi khí thiên địa khiến cho gió cuốn cuồn cuộn. Ở cổ đại có rất nhiều văn nhân thà chết chứ không chịu khuất phục mà dùng phương pháp này. Điều này khiến Hầu Khuê Đông rất khó xử. Mà giờ muốn hạ gục Lạc Đông Thiên thì cũng chỉ còn cách nặng tay, không còn là dạy dỗ một chút nữa rồi. Lại rằng coi như vậy một lát, Nghê Hoài Kỳ đứng bên cạnh bất mãn nói, Hầu Tông Sư, người ta đã ôm lòng muốn chết, cần gì ông nương tay chứ? Nếu ông không xuống tay được vậy thì chi bằng để tôi lên. Hầu Khuê Đông hừ nói, không cần. Ông ta bèn bước tiếp nửa bước kia lên, cơ thể thẳng tắp. Hai chân tiến về phía trước nửa bước nhưng nửa bước đấy lại nặng nề như rời núi. Thế gian tối sầm lại, khí thế cương chính không bao nhiêu được ngưng tụ lại kia nổ tan. Lạc Đông Phúc lùi lại mấy bước hộc máu, ngã quỳ xuống, ông Lạc. Tự thông sợ hãi tột độ, vội xông lên gọi Lạc Đông Phúc. Sắc mặt Lạc Đông Phúc trắng bệch, hai mắt trợn tròn, hô hấp đình chỉ. Khi sờ tay lên ngực cũng không cảm nhận được nhịp tim. Tự thông siết chặt nắm tay, lòng đau buồn không thôi. Ông ta bảo tay sai đưa Lạc Đông Phúc lên xe mình, xoay người lạnh lùng nhìn Hầu Khuê Đông và Nghê Hoài Kỳ. Tự thông không biết võ công, nhưng lúc này trong mắt ông ta chứa đầy sát khí khiến cả hai vị tông sư đều cảm thấy ớn lạnh. Các ông định giết cả tôi luôn à? Vậy phải xem nhà họ Từ liệu còn nằng nặc muốn đưa Lang Dụ Văn đi không đã, Nghê Hoài Kỳ đáp. Từ gia, ông đi đi, không cần phải hy sinh vô ích, núi xanh còn ở không sợ hết củi đốt, Lang Dụ Văn cao giọng nói. Từ thông liếc mắt nhìn Lang Dụ Văn, cơ thể hơi run, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình,
lạnh giọng nói. Hai vị tông sư, mối nợ hôm nay, họ Từ tôi sẽ nhớ kỹ. Người, các ông muốn để lại thì cứ để lại, nhưng tôi phải nói rõ, nếu ở đây ông Lang thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ khiến cả Giang Đông chó gà không yên. Chớ bảo tôi không báo trước đấy. Dứt lời, ông ta xoay người bước đi. Trần Định Bang thấy Từ Thông đi rồi, biết giờ mình có kiên trì cũng vô dụng. Tôi cũng để lại một câu, nếu các ông động tới ông Lang, tuy tôi không thò vào chuyện ở Giang Đông được, nhưng ở Thân Châu, dẫu cho các ông có là tông sư đi chăng nữa, trừ phi nhà họ Trần tôi diệt môn nếu không sẽ chẳng còn miếng đất nào cho các ông mở võ quán đâu. Chớ bảo tôi không báo trước. Dứt lời, ông ta cũng xoay người bước đi. Chớp mắt, người hai nhà Từ, Trần dẫn đến đều đi sạch, ngược lại khiến cho Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông thấy không quen. Hầu Khuê Đông không nhịn được bèn hỏi, hội trưởng Nghê à, ông nói xem liệu bọn họ. Nghê Hoài Kỳ cười khinh nói, hừ, sợ gì chứ, chẳng qua là hơi mạnh miệng chút thôi, làm màu trước thuộc hạ là chính, chừa cho mình chút mặt mũi mà thôi. Hầu Khuê Đông vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nói thế lực của nhà họ Trần ở Thân Châu rất lớn, mà tên Trần Định Bang này cũng là một kẻ tàn nhẫn, nếu ông ta ác lên thì sợ rằng võ quán Hoa Anh của tôi sẽ có chuyện. Nghe Hoài Kỳ không khỏi nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy chế nhạo, Hầu Tông Sư à, nhà họ Trần lại không có Tông Sư tỏa chấn, ông sợ ông ta làm đếch gì. Nếu ông ta dám xuống ai với võ quán Hoa Anh thật thì ông cứ giết tới, coi thử nhà họ Trần phải làm sao đây. Trần Định Ban không phải đồ ngu, ông A sẽ không vì tức mà không cần mạng đâu. Hầu Khuê Đông cũng cảm thấy có lý, bèn gật đầu nói, cũng phải, vậy hai người kia xử lý sao đây? Nghe Hoài Kỳ nói, tôi muốn dẫn Lang Dụ Văn về Kim Lăng giao cho nhà họ Trương, tạm thời không giết được. Còn tên kia thì giao cho người nhà họ Phan xử lý đi, chẳng phải bọn họ nên báo thù cho Phan Phương Niên hay sao, đúng lúc cho bọn họ hả giận. Vậy Lý Dục Thần thì sao? Hầu Khuê Đông bỗng hỏi, có muốn đi Nam Giang? Nghe Hoài Kỳ lắc đầu nói, Hà Trường Sinh không rõ sống chết, nhà họ Liễu bị diệt môn, chuyện cụ thể liên quan đến Lý Dục Thần không rõ ràng, Nam Giang cũng không phải địa bàn của chúng ta, không cần hành động liều lĩnh. Hôm nay chúng ta ở lại nhà họ Phan hết một tối, nếu Lý Dục Thần tới cứu Phan Phượng Niên thì ta đây bèn liên thủ bắt cậu ta. Nhưng mà, Hầu Khuê Đông trầm ngâm. Nghe nói Lý Dục Thần dùng một kiếm chém chết tông chủ Thiên Nhẫn Tông của Đông Doanh Lazura Kazuyoshi tại Đại hội Võ Lâm ở Tiền Đường, được coi là tông sư số một của Nam Giang. Ông và tôi liên thủ liệu có hơi mạo hiểm không? Lỡ như, cười lời đồn này hơn phân nửa là phóng đại, giới trẻ ngày nay rất giỏi thổi phông mọi chuyện. Chẳng phải khi ấy hội trưởng Bách cũng ở đó hay sao? Bách Phú Minh à, ha ha ha, bản thân ông ta cũng là một tông sư nhưng võ công nửa nạc nửa mỹ. Biết đầu Lý Dục Thần kia là do ông ta chỉ bảo, Nghê Hoài Kỳ khinh thường nói. Hầu Khuê Đông biết Nghê Hoài Kỳ và Bách Phú Minh bất hòa, nghe cũng chỉ nghe cho có, vậy nên hơi nhíu mày. Nghê Hoài Kỳ biết ông ta nghĩ gì bèn mỉm cười thần bí, thấp giọng nói, sư phụ tôi cũng đến đây. Hầu Khuê Đông kinh hãi, cái gì? Hoàng Phủ Tông Sư cũng đến đây sao? Rồi giáo giác nhìn xung quanh, ở đâu thế, có thể dẫn tôi đi chào hỏi không? Nghe Hoài Kỳ nói, hành tung của sư phụ tôi không dễ nhìn ra vậy đâu. Ông cứ yên tâm đi, chỉ cần Lý Dục Thần dám đến thì đảm bảo cậu ta đến không có đường về. Có Hoàng Phủ Tông Sư ở đây thì hiển nhiên rồi. Hầu Khuê Đông thở phào, Hoàng Phủ Hiền là Tông Sư số 2 của Hoa Đông, gần ngang tay với Chu Khiếu Uyên. Không có ít lời đồn rằng cảnh giới của ông ta đã vượt qua Chu Khiếu Uyên rồi, chẳng qua là Chu Khiếu Uyên nổi tiếng sớm nên thân phận cao hơn thôi. Hoàn Phủ Hiền đến đây, lại có thêm ông ta và Nghê Hoài Kỳ, với ba người bọn họ, đừng nói là tên Lý Dục Thần còn con, cho dù là ngôi sao sáng của giới võ lâm phương Bắc, tông sư đệ nhất thủ đô Tiêu Xanh đến đây thì bọn họ cũng không yếu thế. Tên Lý Dục Thần này thật không đơn giản, đến cả Hoàng Phủ Tông Sư cũng phải kinh động, Hầu Khuê Đông nói. Ai bảo cậu ta đắc tội với người không nên đắc tội, Nghê Hoài Kỳ nói, nghe bảo nhà họ Liễu bị diệt môn là do cậu ta làm. Đây đúng là cái cớ tốt nhất, hơn nữa có thêm chuyện của nhà họ Phan nữa, tên họ Lý kia chết chắc rồi. Vậy nếu hôm nay cậu ta không đến thì sao? Không đến ư, vậy thì chờ thêm 2 ngày, Lang Dụ Văn ở trong tay chúng ta thì cậu ta cũng sẽ mò tới thôi. Nếu qua 2 ngày cậu ta vẫn không đến thì chúng ta trở về Kim Lăng, giao Lang Dụ Văn cho Trương Hãn Thanh. Còn Lý Dục Thần sẽ có người xử lý. Hoàng Phủ Tông Sư có định đến Nam Giang không? Tôi cũng không biết.
có lẽ người kia sẽ tự mình ra tay hỉ. Ai thế? Hầu Khuê Đông rất hiếu kỳ, nghe thì hình như là một người còn lợi hại hơn Hoàng Phủ Hiền, thậm chí còn có thể khiến Hoàng Phủ Hiền nghe lệnh mình. Nhưng mà nhìn quanh cả giới võ lâm Hoa Đông, người có danh vọng và địa vị cao hơn Hoàng Phủ Hiền cũng chỉ có Chu Khiếu Uyên. Nhưng Hoàng Phủ Hiền lại không bao giờ chịu thua Chu Khiếu Uyên, đây là điều mọi người đều biết. Hay không phải là người trong võ lâm? Không nên hỏi, việc đó không liên quan đến chúng ta, cũng không phải là điều chúng ta nên biết, Nghe Hoài Kỳ nói. Lúc này, người nhà họ Phan đã không nhịn nổi nữa, bọn họ lại hỏi hai vị tông sư rằng có thể giao Lang Dụ Văn và Mã Sơn giao cho bọn họ trước không, bọn họ nên báo thù cho gia chủ, muốn dùng máu của hai người kia huyết tế cho Phan Phượng Niên linh thiêng trên trời. Nghe Hoài Kỳ vốn không định giao Lang Dụ Văn cho bọn họ, nhưng nghĩ một hồi, đưa Lang Dụ Văn đến Kim Lăng thì cũng chẳng có cái kết đẹp nào, chỉ cần giữ lại một hơi còn sống đến nhà họ Trương là được. Nhà họ Nghe tại Kinh Khẩu chỉ là một gia tộc hạng hai, dựa vào tông sư là ông ta mới miễn cưỡng leo lên. Kinh Khẩu và Long Thành giáp với nhau, miếng thịt béo bở nhà họ Phan này, sao Nghe Hoài Kỳ không nghĩ đến chuyện căn một miếng chứ? Chỉ bằng bán cho bọn họ một mối nhân tình, giao Lang Dụ Văn cho người nhà họ Phan, chỉ cần không đánh chết là được. Đúng lúc này, một tên đệ tử cầm di động bước tới, báo cáo với ông ta, sư phụ, nhà họ Từ ở Cô Tô có hành động. Từ Thông kêu gọi tất cả thế lực của nhà họ Từ, rất nhiều thế lực ngủ say bí ẩn gần như đều kéo cả Giang Đông. Ông ta định làm gì, Nghe Hoài Kỳ nhíu mày nói. Bây giờ không biết, nhưng mà... Nhưng cái gì? Kinh Khẩu cũng có người của ông ta. Mặt khác, có đám đông ở Kim Lăng và Qua Châu tụ tập về Kinh Khẩu. Từ Thông điên rồi, mặt Nghe Hoài Kỳ nhăn chặt lại, mau báo về nhà chính ở Kinh Khẩu, sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện. Lúc này, điện thoại của Hầu Khuê Đông cũng vang lên. Ừ, là tôi, cái gì, cục thuế đến kiểm tra thuế sao? Công thương cũng đến hả? Điều tra phòng cháy chữa cháy, yêu cầu chúng ta dọn đi, mọi võ quán ư. Hầu Khuê Đông bỗng cảm thấy chóng mặt. Ông ta là tông sư, nhấc tay cũng đủ lấy mạng người. Nhưng tới bây giờ ông ta vẫn chưa từng đối mặt với chuyện này, thuế vụ, công thương, phòng cháy, an ninh, vệ sinh đường phố, thậm chí là cả liên đoàn phụ nữ cũng đến võ quán Hoa Anh sinh sự. Ông ta không thể đánh chết tất cả bọn họ được. Đương nhiên ông ta cũng có thể chạy về Thân Châu, chạy tới nhà họ Trần, giết Trần Định Bang khơi mào mọi chuyện là xong xuôi. Nhưng làm thế thì hậu quả ập tới ông ta không chắc gánh vác nổi. Võ quán Hoa Anh cũng là một võ quán lâu đời của Thân Châu, nhưng so với nhà họ Trần ảnh hưởng cả Thân Châu lại chẳng là gì cả. Huống hồ, Trần Định Bang dám làm thế chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Ông ta cũng không chắc giết được. Một khi giết người không thành thì vô cùng phiền phức. Hầu Khuê Đông không hiểu tại sao Trần Định Bang lại chọn cách mạo hiểm như vậy. Nếu mình mất lý trí một chút, dẫn theo các đệ tử của Hoa Anh đến nhà họ Trần thì sao? Hậu quả này Hầu Khuê Đông không gánh nổi vậy Trần Định Bang ông ta gánh nổi sao? Chỉ vì một tên Lang Dụ Văn ư? Hầu Khuê Đông cảm thấy nhức đầu thì sao Nghe Hoài Kỳ không thấy đau đầu chứ? Kinh tế của Cô Tô mạnh hơn Kim Lăng, nhưng mà Kim Lăng là tỉnh lẻ, lại là cố đô của 6 triều đại, nơi tập trung của nhiều gia tộc lâu đời nên mới có địa vị cao hơn Cô Tô một chút. Nhưng người của Cô Tô vẫn không phục, thế gia nhà giàu ở Cô Tô và Kim Lăng vẫn luôn hình thành cục diện giằng co. Và nhà họ Từ là người cầm đầu. Nhà họ Từ tới thế hệ của Từ Thông càng thêm ngang tàng, đưa tay len lỏi khắp mọi ngành nghề, sản nghiệp trải dài từ Nam chí Bắc. Nghe Hoài Kỳ biết Từ Thông ngoài những sản nghiệp công khai bên ngoài còn có rất nhiều thế lực mờ ám che giấu bên trong. Nhưng ông ta không ngờ rằng thế lực ngầm của nhà họ Từ khổng lồ như vậy. Mà lần này Từ Thông không màng đến chuyện bại lỗ nữa, lôi hết tất cả thế lực lên. Nếu quậy tanh bành thì có thể đúng như lời Từ Thông nói, cả Giang Đông gà chó không yên. Đương nhiên là Nghe Hoài Kỳ nơi khác như Giang Đông, thứ ông ta để ý là Kinh Khẩu nơi trốn của nhà họ Nghe. Vừa nhận tin một hàng dài phương tiện giao thông đủ loại từ xe bánh mì, xe tải, xe công trình cuồn cuộn trên đường cao tốc và quốc lộ từ Kim Lăng đến Kinh Khẩu. Từ Thông điên rồi, điên mất rồi, Nghe Hoài Kỳ kết luận như vậy. Đây là cá chết lưới rách rồi. Đây là đối địch với cả Giang Đông. Nghe Hoài Kỳ không hiểu nổi Từ Thông mưu đồ cái gì. Chỉ bởi vì đánh chết một nho sinh bên cạnh ông ta thôi sao? Hay là vì buộc mình thả Lang Dụ Văn? Nghe Tông Sư, làm sao giờ?
có muốn thả Lang Dụ Văn trước không? Hầu Khuê Đông nghĩ tới nghĩ lui. Tuy rằng nhà họ Nghê là gia tộc hạng hai nhưng cũng bá chiếm kinh khẩu, đều có những sản nghiệp ngầm. Nhưng ông ta chỉ có mỗi võ quán Hoa Anh, nó do sư phụ để lại, là do năm ấy sư phụ dựa vào một đôi nắm đấm sắt đánh ra ở Đại hội Vạn Quốc. Ông ta cũng không muốn võ quán Hoa Anh bị hủy hoại trong tay mình. Nghê Hoài Kỳ nhíu mày nói, Hầu Tông Sư, lúc này chúng ta không được lùi bước. Ông lùi một bước, người ta sẽ lấn tới ba bước. Nhưng Trần Định Bang và Từ Thông kia điên hết rồi, hơi phiền phức đấy, Hầu Khuê Đông nói. Hừ, tôi thấy bọn họ chỉ hù người thôi, Nghê Hoài Kỳ nói, chúng ta không ngại bình tĩnh xem biến đâu. Làm thế nào để bình tĩnh xem biến chứ? Trước tiên đừng động tới Lang Dụ Văn, người nhà họ Phan tính báo thù thì tìm tên Mã Sơn kia trước. Cũng đừng giết chết, để lại một hơi, để chúng ta xem thử giới hạn của Trần Định Bang và Từ Thông ở đâu, đến cuối cùng là bão nổi hay là diễn hề đây. Nếu bọn họ dám quậy tanh bành thật thì đừng trách chúng ta không khách khí. Sát khí chợt thoáng qua người Nghê Hoài Kỳ đến cả Hầu Khuê Đông cũng thấy hoảng sợ. Nghê Tông Sư, ý của ông là, ông ta đưa tay làm bộ cắt cổ. Nghê Hoài Kỳ cười khẩy nói, bọn họ bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Ông không cần lo lắng, bọn họ đã vi phạm hiệp ước của Liên minh Thương Võ, Tông Sư của Hiệp hội Võ Đạo đều đứng về phía chúng ta. Còn cả nhà họ Trương ở Kim Lăng cũng sẽ về phía chúng ta. Hầu Khuê Đông gật đầu, hạ quyết tâm, nói, được, vậy cứ làm thế. Vì vậy, Nghê Hoài Kỳ lại lấy Lang Dụ Văn trong tay người nhà họ Phan về rồi giao Mã Sơn cho bọn họ. Phan Phượng Niên đã chết, tất nhiên người nhà họ Phan vô cùng bi phẫn, hận không thể băm thây hung thủ thành ngàn mảnh. Không bắt được Lý Dục Thần, không động được Lang Dụ Văn thì chỉ còn lại Mã Sơn. Người nhà họ Phan xả hết mọi cơn tức giận lên người Mã Sơn, chân đấm tay đá Mã Sơn, đánh suốt một buổi trưa, dù Mã Sơn có võ thì cũng bị đánh cho không ra hình người. Tới ban đêm, bạn họ càng đánh anh ta dữ dội hơn, treo anh ta lên cây hòe lớn trong sân. Đốt một đống lửa dưới chân anh ta, ngọn lửa canh chuẩn đốt tới lòng bàn chân Mã Sơn. Đêm hôm nay, Lý Dục Thần không xuất hiện. Trần Định Bang và Từ Thông cũng không phái người tới gây sự. Nhưng Thái Vĩ Dân lại dẫn theo một số người trèo tường đi vào nhà họ Phan, định bụng cứu Mã Sơn bị treo trong sân đi. Tuy rằng nhà họ Phan gặp biến cố lớn, nhưng tệ gì cũng là nhà giàu số một thành phố Long, người bảo vệ vẫn còn đây, huống hồ còn có hai vị tông sư, tất nhiên là kế hoạch của Thái. Vĩ Dân thất bại. Gã ta vừa mới chạy tới dưới tàng cây hòe, còn chưa kịp dập lửa thì đã bị bao vây. Trước khi Thái Vĩ Dân đến đây cũng biết phi vụ lần này cửu tử nhất sinh. Nên dẫn anh em đến đây đều là tử sĩ bên cạnh gã ta. Thấy mình bị bao vây, gã ta bèn lấy tên ra, xông vào đánh nhau với người nhà họ Phan. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã nằm lăn lóc khắp đất. Thái Vĩ Dân cũng bị treo lên chung chỗ với Mã Sơn. Trước khi Mã Sơn bị treo lên đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết nên giờ có đốt trụi bàn chân cũng không thấy đau đớn. Nhưng Thái Vĩ Dân là bị bắt treo lên, khi ngọn lửa đốt đến đầu ngón chân. Gã ta không nhịn được kêu la. Thế là bị người khắp sân cười nhạo, khinh khỉnh, thấy gã ta bị hỏa thiêu còn thấy vô cùng sảng khoái. Nghê Hoài Kỳ hỏi gã ta, Lý Dục Thần ở đâu? Thái Vĩ Dân vừa mới kêu la thảm thiết vì bị hỏa thiêu lại nhổ nước bọt, ngậm chặt miệng lại. Chậc, cũng cứng đấy, Nghê Hoài Kỳ khá bất ngờ, vậy đốt đi, coi thử chịu được đến khi nào. Có người thêm than vào lửa. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Chân Thái Vĩ Dân bốc mùi khét. Mồ hôi tuôn rơi thành từng hột to như hột đậu lăn dài trên trán Thái Vĩ Dân nhưng gã ta vẫn ngậm chặt miệng, không nói một lời. Nếu ở quá khứ, có lẽ Thái Vĩ Dân đã cầu xin tha thứ từ lâu. Nhưng từ sau khi gã ta bị Chu Lợi Quân trả thù, được Lý Dục Thần cứu về từ trong tay thần chết, gã ta đã không còn sợ gì cả. Không chỉ bởi vì đã trải qua cái chết một lần, cũng không phải vì đã trải qua đau đớn. Mà là bởi vì gã ta đã có tín ngưỡng. Ở trong lòng gã ta, Lý Dục Thần là tín ngưỡng, là sự tồn tại như thần linh. Người có tín ngưỡng sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì. Sau khi bị giày vò một đêm, Thái Vĩ Dân cũng giống như Mã Sơn, bàn chân bị thiêu đốt đến khét lẹt, đã hôn mê, lại bị tạt nước lạnh cho. Tỉnh, cứ mấy lần như vậy, cuối cùng gã ta cũng không tỉnh lại nữa. Lúc ánh nắng bình minh vừa xuất hiện, ngay cả người nhà họ Phan cũng cảm thấy mệt mỏi. Nghê Hoài Kỳ cười nói với Hầu Khuê Đông, ông xem,
chẳng phải là không có chuyện gì sao? Trần Định Bang và Từ Thông căn bản không dám có hành động gì. Tôi đã sớm nói rồi, đều là phô trương thanh thế mà thôi. Còn có Lý Dục Thần kia, tông sư số một Nam Giang chó má gì chứ? Thuộc hạ của mình sắp bị đốt thành cho cũng không dám lộ diện, đúng là làm nhục danh tiếng tông sư. Hầu Khuê Đông cũng cười, đúng vậy, xem ra là tôi quá lo lắng rồi. Suýt nữa thì tôi quên mất, tông sư không thể bị làm nhục được. Trần Định Bang cùng Từ Thông, sao lại không rõ đạo lý này? Ông ta vừa nói xong, điện thoại liền vang lên. Alo, là tôi, cái gì, bị, phá hủy. Hầu Khuê Đồng cúp điện thoại, vẻ mặt tức hổn hển. Sao vậy, Nghe Hoài Kỳ hỏi. Tên khốn kiếp Trần Định Bang kia, thế mà lại gọi 100 cái máy xúc đến phá hủy tòa nhà võ quán Hoa Anh, Hầu Khuê Đông chửi ầm lên. Nghe Hoài Kỳ cũng vô cùng kinh hãi, Trần Định Bang có can đảm làm như thế ư. Đồ đệ của ông không ngăn cản à. Hầu Khuê Đông nói, đã hơn nửa đêm rồi, ai biết ông ta lại đột nhiên đến phá chứ lại nói, 100 cái máy xúc, còn có 500-600 người ở bên ngoài bảo vệ, đám đồ đệ kia của tôi cũng không ngăn cản được. Hầu Khuê Đông càng nghĩ càng giận, vung tay lên với đệ tử bên cạnh, ngoá nó, đi, về Thân Châu, đi đến nhà họ Trần, Trần Định Bang không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ phá hủy nhà họ Trần của ông ta. Dứt lời, ông ta liền nổi giận đùng đùng rời đi. Nghe Hoài Kỳ lắc đầu, cũng không ngăn cản, trong lòng tự nhủ, Trần Định Bang à Trần Định Bang, ông đúng là hồ đồ rồi. Lấy thế lực nhà họ Trần ở Thân Châu, lợi dụng lực. Lượng trên quan trường để đè ép võ quán Hoa Anh, đúng là Hầu Khuê Đông sẽ không có cách nào. Nhưng ông phá hủy tòa nhà võ quán Hoa Anh, phá bảng hiệu của ông ta, Hầu Khuê Đông còn không tìm ông liều mạng ư. Chọc giận một tông sư đến mức phải liều mạng, cho dù thế lực nhà họ Trần có lớn ra sao, Trần Định Bang ông lại có mấy cái đầu. Nghe Hoài Kỳ đang nghĩ như vậy, thuộc hạ của ông A đột nhiên đến báo cáo. Lão gia, không xong rồi. Kinh Khẩu xảy ra chuyện lớn rồi. Trong lòng Nghe Hoài Kỳ hơi hồi hộp một chút, xảy ra chuyện gì? Nhà họ Nghe, thuộc hạ ấp úng. Nghe Hoài Kỳ giận dữ, vung tay tát cho anh ta một cái, cả giận nói, nhà họ Nghe thế nào? Mau nói. Mộ tổ nhà họ Nghe bị đào lên rồi. Hả, Nghe Hoài Kỳ vừa sợ vừa giận, ai? Ai làm? Tạm thời vẫn chưa biết rõ, có mười mấy cái máy xúc và cần cẩu. Đều là được đưa tới từ Kim Lăng và Qua Châu. Hôm qua không phải tôi đã bảo mấy người phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi sao? Đám người trong nhà đâu? Đều chết sạch rồi à? Dựa theo lời dặn của ông, tất cả mọi người đều đã được triệu tập, canh giữ ở nhà chính và nhà tổ tiên, còn có mấy vị thiếu gia tiểu thư ở bên ngoài cũng đều được gọi về. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới bọn họ lại quay sang đào mộ chứ? Từ Thông. Tôi không đội trời chung với ông. Nghe Hoài Kỳ nổi giận lôi đình, điều này đã vượt qua ranh giới cuối cùng của ông ta. Ông ta làm sao cũng không nghĩ ra được Từ Thông sẽ hèn hạ vô sỉ, làm ra loại chuyện thất đức như thế này. Mấy người, đầu tiên là Ngũ Mã Phanh Thây hai tên đang bị treo trên cây ra, còn cả tên Lang Dụ Văn kia nữa, cắt hết gân chân gân tay, móc mắt ra, giữ mạng ông ta lại chờ tôi trở về. Thuộc hạ đang muốn làm theo lời sai bảo của ông A. Điện thoại của Nghe Hoài Kỳ đột nhiên vang lên. Ông ta nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ. Alo, Nghe Tông Sư, tôi là Từ Thông. Kinh Khẩu của các ông đúng là chỗ tốt, thuộc hạ tôi nói với tôi, bọn họ chỉ tùy tiện đào một chút ở Kinh Khẩu thôi, đã đào ra không ít bảo bối, ngoại trừ vàng bạc châu báu ra thì còn có không ít xương cốt. Từ Thông, rốt cuộc là ông muốn làm gì? Ông gấp cái gì? Không phải tôi đang nói với ông một tiếng sao? Mấy thứ đó được tìm thấy ở Kinh Khẩu quê quán của ông, tôi có thể không điện thoại cho ông sao? Xem ra hình như ông không cảm thấy hứng thú lắm thì phải. Nếu ông đã không thấy hứng thú, vậy bỏ đi, tôi sẽ chia vàng bạc tài bảo cho đám thuộc hạ, còn đống xương cốt kia không có tác dụng gì thì ném vào trong trường giang là được. Ông dám, Nghe Hoài Kỳ tức hổn hển, Từ Thông, tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này. Đường đường là gia chủ nhà họ Từ. Thế mà ngay cả chuyện đào mộ trộm mộ cũng có thể làm được. Từ Thông cười ha ha nói, tôi chưa bao giờ rêu rao mình là quân tử, tôi chính là kẻ tiểu nhân, thì sao chứ? Dù sao cũng còn tốt hơn đám ngụy quân tử các ông. Vô sỉ, hèn hạ, ông mà dám động đến mấy thứ đó, tôi sẽ giết cả nhà ông.
Nghe tông sư, sao đám người luyện võ các ông đều nóng tính như lửa vậy? Nếu mà ông muốn ấy, thì cứ nói thẳng đi. Ông không nói, chỉ biết mỗi phát cáu, làm sao tôi biết ông muốn cái gì? Tôi là người làm ăn, nếu ông thành tâm, chúng ta có thể bàn bạc điều kiện. Ông muốn thế nào? Lang Dụ Văn còn đó không? Ông cho ông ta nghe máy, tôi nói với ông ta mấy câu. Không có khả năng. Có nghĩa là không muốn đàm phán đúng không? Được thôi, tôi sẽ bảo bọn họ ném hết đống xương cốt kia đi. À đúng rồi, tôi còn có một trường đấu chó, chó rất thích ăn xương, cũng không biết chôn dưới đất lâu như vậy rồi có bị mốc meo biến chất hay không. Tử Thông, Nghe Hoài Kỳ chợt quát lên, tốt nhất là ông đừng làm loạn, nếu không tôi. Alo, alo. Nghe Hoài Kỳ phát hiện ra Tử Thông đã cúp điện thoại. Lần này ông ta có chút sốt ruột. Nhà họ Nghe bị đào mộ tổ, vàng bạc tài bảo chôn ở trong mộ tổ còn dễ nói, nhưng còn có nhiều hài cốt của ổ tiên như vậy, nếu bị ném vào trong nước hay là cho chó ăn, vậy đúng là ông ta sẽ không có cách nào đối mặt với liệt tổ liệt tông nữa. Cho dù ông ta có thể giết Tử Thông, nhưng về sau nhà họ Nghe cũng không có khả năng ngẩng đầu lên được nữa. Đi, đưa Lang Dụ Văn đến đây. Sau khi thuộc hạ đưa Lang Dụ Văn đến, Nghe Hoài Kỳ liền gọi điện lại cho Tử Thông, sau đó đưa điện thoại cho Lang Dụ Văn. Alo, Từ gia chủ, tôi vẫn ổn, chỉ là Mã Sơn và Thái Đầu đều chịu khổ. Tôi đã bi. Lang Dụ Văn lại đưa điện thoại cho Nghe Hoài Kỳ. Nghe Hoài Kỳ nhận lấy điện thoại, nói, Tử Thông, rốt cuộc là ông muốn thế nào? Thả hết bọn họ ra. Không có khả năng, Lang Dụ Văn là người mà nhà họ Trương muốn, tôi không có khả năng đưa cho ông được. Nghe Hoài Kỳ nói, tốt nhất là ông hãy trả hết những gì mình đào ra lại, nếu không, tôi sẽ đến Cô Tô San bằng nhà họ Từ. Đừng cho là tôi không làm được. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười lạnh của Tử Thông, ha ha, tôi tin, ông là tông sư mà. Nhưng tôi cũng nói cho ông biết, nhà họ Từ không có dễ san bằng như ông nghĩ đâu. Ông cũng đừng nghĩ đến việc tôi sẽ trả lại những thứ kia. Trong lúc ông cãi cọ với tôi ở trong điện thoại, những thứ kia đã được chất lên mấy chục chiếc xe. Bây giờ đang lái về những con sông ở các thành phố khác nhau rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đừng nói đến ông, ngay cả tôi cũng không đuổi theo. Được. Sắc mặt Nghe Hoài Kỳ không ngừng biến đổi. Nếu thả Lang Dụ Văn ra, ông ta không có cách nào. Ăn nói với nhà họ Trương được. Thế nhưng nếu không thả, tên điên Tử Thông này thật sự sẽ ném hài cốt tổ tiên nhà họ Nghe vào trong sông. Đúng lúc này, một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Ân oán của mấy người thì tự mấy người giải quyết, về phần Lang Dụ Văn này, tôi sẽ đưa đi trước. Tử Thông, nếu ông muốn thì hãy đến Kim Lăng, Tổng bộ Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông mà tìm tôi. Nghe được giọng nói này, Nghe Hoài Kỳ lập tức, mừng rỡ, sư phụ. Mà Tử Thông đầu bên kia điện thoại cũng vô cùng kinh hãi, Hoàng. Hoàng Phủ Tông Sư. Nhưng mà Tử Thông lại không nhận được câu trả lời, một trận gió lướt qua, bóng người lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Lang Dụ Văn đã biến mất, mà đầu kia điện thoại cũng không truyền đến âm thanh nào nữa. Nghe Hoài Kỳ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không thấy báo đã tắt máy. Tử Thông nhất định là bị Hoàng Phủ Tông Sư xuất hiện hù dọa rồi. Ha ha ha, ông ta tưởng tượng ra dáng vẻ Tử Thông trợn mắt há hốc mồm, cười ha ha, Tử Thông, sợ rồi sao? Nếu ông biết điều thì hãy mau chóng trả đồ của tổ tiên tôi lại đi. Đầu bên kia điện thoại vẫn trầm mặc. Tử Thông đúng là rất khiếp sợ. Ông ta không nghĩ tới Hoàng Phủ Hiền sẽ xuất hiện ở thành phố Long. Điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta, cũng làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của ông ta. Sao Hoàng Phủ Hiền lại tham dự vào trận phân tranh giữa những hào môn ở Giang Đông? Tử Thông lập tức ý thức được, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như ông ta nghĩ. Chắc là còn có chuyện gì mà ông ta không biết. Ông ta không sợ đối thủ cường đại, nhưng ông ta lại sợ những chuyện mình không biết. Sợ hãi những chuyện mình không biết là bản năng bẩm sinh của con người. Không có tin tức đầy đủ cộng thêm những nhân tố chưa biết, có nghĩa là chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Mà Hoàng Phủ Hiền đưa Lang Dụ Văn đi, Tử Thông tạm thời không nghĩ ra biện pháp ngăn cản. Ông ta có thể uy hiếp Nghe Hoài Kỳ, nhưng không dám đắc tội Hoàng Phủ Hiền. Nghe Hoài Kỳ là tông sư. Mặc dù Tử Thông cũng hơi kiêng dè, nhưng cũng chỉ là kiêng dè thôi, vẫn còn chưa tới trình độ khiến ông ta sợ hãi. Nhà họ Nghe ở ngay kinh khẩu, tiếp giáp với thành phố Long, cách Cô Tô cũng không xa.
Ông ta biết rất rõ về Nghê Hoài Kỳ và nhà họ Nghê, có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Nhưng Hoàng Phủ Hiền lại không giống. Hoàng Phủ Hiền là người ở Dự Trương, cho dù tay Từ Thông có dài đến đâu thì cũng không có khả năng duỗi tay tới chuyện ở Giang Đông, cách một Hoàn Nam, ngả vào vùng đất Cán Phàn được. Huống chỉ thế lực của gia tộc Hoàng Phủ cũng không phải thứ mà nhà họ Nghê có thể so sánh nổi. Mà Hoàng Phủ Hiền còn là đại tông sư thành danh đã lâu, nghe đồn thực lực của ông ta không kém gì Chu Khiếu Uyên. Từ Thông nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Nghê Hoài Kỳ, suy nghĩ thật nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Ông ta để điện thoại lên bàn, lấy một cái điện thoại khác ra từ trong ngăn kéo, gửi một tin nhắn đi, chỉ có hai chữ. Tình huống. Nghê Hoài Kỳ thấy Từ Thông ở đầu kia trầm mặc, cho là ông ta đang sợ, càng thêm đắc ý mà cười. Ông ta không có chú ý tới một thuộc hạ ở sau lưng ông ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng bấm mấy cái lên trên màn hình. Trên màn hình điện thoại của Từ Thông xuất hiện ba chữ, sói đã đi. Từ Thông nhíu mày. Lang Dụ Văn đúng là đã bị Hoàng Phủ Hiền đưa đến Kim Lăng, vậy thì ông ta không còn cách nào nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo được mạng sống của Lang Dụ Văn, chỉ cần vẫn còn sống, chờ Lý Dục Thần xuất quan sẽ có thể cứu về. Từ Thông, ông còn không mau trả lại đồ nhà tôi. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới giọng nói của Nghê Hoài Kỳ. Từ Thông hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, nói ra có gan thì ông hãy đến Cô Tô tìm tôi. Dứt lời, ông ta liền cúp điện thoại, lần này đến lượt Nghê Hoài Kỳ ngây ngẩn cả người. Ông ta không rõ, đã đến lúc này rồi, Từ Thông dựa vào cái gì mà còn ngang tàng như thế. Ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy, Nghê Hoài Kỳ không biết để mặt vào đâu nữa, huống chỉ bây giờ tổ tiên của nhà họ Nghê còn đang bị đưa lên mấy chục chiếc xe tải vận chuyển đến các con sông khác nhau, ông ta có thể không hận, không nóng nảy được sao? Hừ, hay cho ông Từ Thông, ông đã quên mất tông sư không thể bị làm nhục sao? Đi, theo tôi đánh tới Cô Tô. Chém đầu Từ Thông xuống tế tổ tiên nhà họ Nghê tôi. Bồ ống nhiên ông ta nhìn sang hai người đang treo trên cây, nói với một đệ tử bên cạnh. Nghê Cường, cậu ở lại nhà họ Phan trông coi, chờ tôi giết Từ Thông, trở về sẽ đưa cả hai người này đến kinh khẩu tế trời. Rõ, Nghê Cường đứng ở bên cạnh ông ta nói. Nghê Hoài Kỳ giận dữ dẫn theo các đệ tử của ông ta vội vàng chạy tới Cô Tô, thề phải giết Từ Thông để xả hận. Từ thành phố Long đến Cô Tô không xa, chỉ hơn một giờ sau bọn họ đã đến trước cổng lớn nhà họ Từ. Vốn cho là giờ phút này nhất định nhà họ Từ phải được canh phòng nghiêm ngặt, Nghê Hoài Kỳ còn đang. Nghĩ phải làm thế nào để có thể xông thẳng vào, không nghĩ tới cổng lớn nhà họ Từ lại rộng mở, ngay cả một bảo vệ cũng không có. Nghê Hoài Kỳ cảm thấy rất khó hiểu, đi vào trong cánh cổng lớn mở rộng. Cô Tô có rất nhiều vườn tược. Từ phủ được xây dựng trên một khu vườn cổ không nổi tiếng lắm, trong sân là vườn hoa bãi cỏ núi giả hồ nước, hành lang vòng vèo, đình đài lầu các, không khác mấy so với những khu vườn khác. Nghê Hoài Kỳ đi thẳng vào trong, vậy mà lại không gặp được một người nào cả. Ngoá nó, không phải là họ Từ đã chạy rồi chứ, một đệ tử nói. Nghê Hoài Kỳ lại không nghĩ như vậy, Từ Thông được xưng là mãnh hổ Giang Đông, nếu như mình còn chưa tới. Ông ta đã dẫn người nhà chạy, để chống một căn nhà rộng như thế này, vậy về sau ông ta đừng nghĩ tới việc tung hoành trên giang hồ nữa. Sau khi đi qua hành lang qua cầu, ông ta tới sân sau. Chợt nhìn thấy một cái hồ, bên kia bờ là một cái đình, trong đình có hai người, một nam một nữ, đang ngồi đối diện cách một cái bàn đá. Bên cạnh còn có một người phụ nữ mặc đồ Hán đang pha trà. Hương trà nhàn nhạt tản mát, thổi qua mặt hồ. Nghê Hoài Kỳ đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy. Ông ta vừa nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông trong hai người đang ngồi đối diện nhau trong đỉnh kia chính là Từ Thông. Về phần người phụ nữ kia, bởi vì đưa lưng về phía ông ta không nhìn thấy chính diện, chỉ cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc. Khóe mắt Nghê Hoài Kỳ nhảy lên, càng cảm thấy tức. Giận hơn. Đây là cái gì chứ? Kế vườn không nhà trống. Hay là xem thường Nghê Hoài Kỳ tôi? Ông ta bước nhanh đến phía trước. Trên hồ có cầu cửu khúc, đi qua mới tới trước đình. Từ Thông giống như không nhìn thấy ông ta, chỉ nhìn chằm chằm bàn đá trước mắt. Trên bàn đá là một bàn cờ, hóa ra là hai người đang đánh cờ. Nghê Hoài Kỳ thấy Từ Thông như thế thì càng giận dữ hơn, cười lạnh nói, Từ Thông, ông diễn kế vườn không nhà trống không tệ lắm.
Đáng tiếc, ông không phải Gia Cát Lượng, tôi cũng không phải Tư Mã Ý. Nếu tôi đã đến, ông nhất định sẽ phải chết. Tử Thông vẫn không ngẩng đầu, mà cứ mãi nhìn chằm chằm vào bàn cờ, giống như đang suy nghĩ nên đi bước kế tiếp như thế nào. Ngược lại là người phụ nữ kia quay đầu nhìn Nghê Hoài Kỳ, có mấy phần kinh ngạc nói, ồ, Nghê Tông Sư đến rồi. Nghê Hoài Kỳ giật mình, bởi vì ông ta nhận ra người này, chính là Xà Bích Thanh đang ở Nam Giang. Khó trách bóng lưng này có mấy phần quen thuộc. Xà Tông Sư, tại sao bà lại ở chỗ này? À, tôi ra Bắc làm việc, đi ngang qua Cô Tô, liền đến nhà họ Tử uống chén trà. Nghê Hoài Kỳ tự nhủ trong lòng, tôi tin bà cái con khi. Ông ta dám đoán chắc, Xà Bích Thanh là được Tử Thông mời đến trợ trận. Khó trách Tử Phủ không hề chuẩn bị một chút nào cả, ngay cả bảo vệ cũng không có, hóa ra là đã mời được Tông Sư. Trên đường tới đây, Nghê Hoài Kỳ cũng đã nghĩ qua liệu Tử Thông có thể mời Tông Sư đến trợ giúp hay không. Nhưng Tông Sư vô cùng hiếm thấy, chỉ có một vài người như vậy, Chu Khiếu Uyên và Bách Phú Minh ở Giang Đông đều đang ở Kim Lăng, không có khả năng tới. Liễu Kim Sinh ở Nam Giang đã chết, Hà Trường Xuân đóng Sinh Tử Quan. Hầu Khuê Đông ở Thân Châu thì đã đi tìm Trần Định Bang liều mạng, Hoàng Tổ Hùng và Tử Thông lại không có qua lại gì với nhau. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra Tử Thông còn có thể mời được Tông Sư nào nữa. Lại để lọt mất Xà Bích Thanh đang sống nơi đất khách. Điều này khiến Nghê Hoài Kỳ có chút đau đầu. Nếu như là Tông Sư khác, ông ta còn có thể lấy thân phận Hiệp hội Võ Đạo để đe dọa một chút, nhưng Xà Bích Thanh là người Miêu, chỉ là tạm trú ở Nam Giang, không thuộc sự quản lý của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông. Cũng không phải là Nghê Hoài Kỳ sợ Xà Bích Thanh, nhưng ở trên địa bàn của Tử Thông, đối chiến với Tông Sư mà người ta mời tới, hậu quả khó mà lường trước được. Xà Tông Sư, tôi và Tử Thông có chút ân oán cá nhân, không có liên quan gì đến bà, mong bà không nhúng tay. Ồ, Xà Bích Thanh lạnh nhạt nói, ân oán cá nhân thì đương nhiên tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng tôi đang uống trà ở Tử Phủ. Cũng không thể trơ mắt nhìn ông giết người mời tôi uống trà ngay trước mặt tôi được. Đúng không? Nghê Hoài Kỳ cau mày nói như vậy, Xà Tông Sư là muốn giúp Tử Thông đối địch với tôi ư? Địch thì chưa đến nỗi, Xà Bích Thanh nói, nếu không như vậy ơi, chờ tôi uống trà xong, hai người muốn làm gì thì làm, đầu không liên quan gì đến tôi. Chuyện này là thật ư? Nghê Hoài Kỳ có chút không tin hỏi. Đương nhiên, Tông Sư không nói đùa, Xà Bích Thanh nói. Nghê Tông Sư, ông cũng tới uống một chén đi, thuận tiện nhìn xem ván cờ này, tôi và Từ gia chủ ai có thể thắng. Nghê Hoài Kỳ ngẫm nghĩ, liền đi vào đình, ngồi xuống ghế đá ở một bên. Người phụ nữ mặc hán phục ở một bên đưa một tách trà cho ông ta. Từ đầu đến cuối, Tử Thông vẫn không nói một câu, cũng không nhìn Nghê Hoài Kỳ cái nào. Ông ta vẫn đang nhìn ván cờ, tự hỏi bước kế tiếp đi như thế nào. Nghê Hoài Kỳ nhìn về phía bàn cờ trên bàn. Ông ta cũng có một chút hiểu biết về cờ vây. Nhìn ván cờ này, quân trắng chiếm một góc, quân đen ở chính giữa, thế lực ngang nhau, phía dưới bên trái tạo thành một con rồng lớn uốn lượn, thắng bại đều dựa trên con rồng này. Nếu như con rồng của quân trắng còn sống đột nhập vào chính giữa thì chắc chắn quân đen sẽ thua. Mà nếu quân đen muốn thắng, nhất định phải được rồng. Tử Thông cầm một quân đen trong tay. Xem ra là đang khổ sở suy nghĩ. Nghê Hoài Kỳ cười lạnh trong lòng, sắp chết đến nơi rồi mà còn có tâm trạng đánh cờ. Lát nữa Xà Bích Thanh đi, để xem ông còn có thể làm gì nữa. Tử Thông đang do dự, Xà Bích Thanh lại khoan thai thưởng thức trà, Nghê Hoài Kỳ xem cờ không nói chuyện. Cứ như vậy, ba người ngồi trong đình, tất cả đầu trầm mặc, chỉ có bếp lò bên cạnh truyền đến tiếng nước sôi sôi trào. Mà lúc này, trong sân nhà họ Phan ở thành phố Long lại có một đám người bịt mặt vọt vào. Ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ, khí thế hung hăng. Nhất là ba người cầm đầu, vừa xuất hiện đã đánh, hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn. Đám bảo vệ nhà họ Phan vừa quát hỏi một tiếng, người nào? Đã bị vỗ một chưởng lên ngực, bay ra ngoài, dầm một tiếng rơi xuống đất, đã trước ngực bốc lên. Một làn khói xanh, kêu vang xì xì. Còn mang theo một mùi da thịt khét lẹt khó ngửi. Người bên cạnh giật nảy mình, muốn đi đỡ người kia, lại phát hiện người kia đã chết rồi. Đến khi quay đầu, chỉ thấy hai tay của người bịt mặt vừa rồi đánh chết người kia đỏ rực lên giống như bàn ủi nung đỏ. Mà một người bịt mặt khác thì cầm một con dao phay trong tay.
lúc đám bảo vệ nhà họ Phan xông lên liền bị người kia chém lung tung, nhìn như không có kết cấu gì, lại như chém dưa thái rau, tất cả đều ngã xuống đất. Trong chớp mắt, bọn họ đã vọt đến dưới tán cây. Hòe! Người bịt mặt thứ ba có dáng người nhỏ gầy hơn chút, đứng sau lưng bọn họ. Chỉ thấy người đó giơ tay lên một cái, hai sợi dây thừng thô to quấn trên cây liền đứt đoạn, hai người treo trên cây cũng rơi xuống, được. Hai người phía trước đỡ được. Ba người đang muốn rời đi, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, cứ định đi như vậy sao? Hóa ra là Nghê Cường nghe được động tĩnh đi ra. Nghê Cường là cháu trai đằng nội của Nghê Hoài Kỳ, cũng là đệ tử thân chuyên của Nghê Hoài Kỳ. Anh ta được vinh dự kỳ tài võ học có thiên phú nhất nhà họ Nghê từ sau Nghê Hoài Kỳ, không đến 40 đã đạt đến hóa kình đỉnh phong, nếu cứ tiếp tục tiến lên trước sẽ có thể trông thấy ngưỡng cửa tông sư. Nghê Hoài Kỳ cố ý để anh ta lại, chính là sợ sau khi mình rời đi, Từ Thông phái người đến nhà họ Phan cứu người. Có Nghê Cường ở đây, chỉ cần người tới không phải cao thủ tông sư thì cũng không cần lo lắng. Nghê Cường nói xong, trên thân bộc phát ra một khí thế cường đại, sát ý nồng đậm bao phủ lấy đám người bịt mặt. Người bịt mặt chỉ có thể buông Mã Sơn và Thái Vĩ Dân xuống. Ba người nhanh chóng tản ra, tạo thành đội hình tam giác bao vây Nghê Cường lại. Anh ta cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói, cho dù có luyện công phu ngoại gia tốt thế nào thì cũng không ăn nhầm gì. Chỉ bằng đám tép diêu mấy người mà đã muốn đến nơi này cứu người ư. Ba người không nói lời nào, chỉ liếc nhau một cái, đột nhiên phát động công kích. Đầu tiên là người có bàn tay đỏ rực kia lấn người xông lên, võ một chưởng về phía hướng Nghê Cường. Anh ta khẽ vươn tay, liền bắt được cổ tay của người kia. Đúng vào lúc này, người cầm dao phay chém một nhát về phía cánh tay của anh ta. Tay Nghê Cường vẫn nắm chặt lấy cổ tay của người kia không buông, lóe sang bên cạnh né tránh dao phay. Người kia chém hụt một nhát, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng, quét ngang về phía hông Nghê Cường nhanh như chớp. Khoái đao của Vinh Môn, Nghê Cường khẽ nhíu mày, lập tức cười lạnh, đám trộm Vinh Môn cũng dám đến đây bêu xấu, khó trách phải che mặt. Anh ta lại hít một hơi, lông ngực liên co vào, né được luồng sáng trắng kia. Nhưng làm như vậy, người lúc trước co rụt cổ tay lại, trơn trượt như bùn tránh thoát khỏi bàn tay anh ta, nhưng mu bàn tay của người đó bị ngón tay của Nghê Cường quét đến, đau đến mức khẽ thở ra một hơi, đứng đó vẩy vẩy tay. Nghê Cường lập tức lấn người lên, muốn bắt lấy cổ ai của người đó lần nữa. Lúc này, đột nhiên có mấy luồng ánh sáng đen bắn nhanh về phía anh ta. Lại là người bịt mặt thứ ba tung ra ám khí. Nghê Cường tránh thoát ám khí, cũng để người bịt mặt thứ nhất hoàn toàn trốn thoát khỏi bàn tay anh ta. Cứ như vậy, bốn người liền lao vào đánh nhau. Vừa đánh nhau, hai bên đều giật mình. Bây giờ Nghê Cường mới phát hiện ba người bịt mặt này mặc dù luyện công phu ngoại gia, nhưng cũng đã đi được vào sâu bên trong. Cương nhu cùng tồn tại, bước vào đại thừa võ đạo. Nếu không phải anh ta đã đến hóa kình đỉnh phong, nói không chừng còn phải chịu ăn thiệt thòi. Mà ba người bịt mặt cũng vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới nhà họ Phan còn cất giấu một cao thủ hóa kình đỉnh phong. Mặc dù mình lấy nhiều đánh ít, lại không chiếm được lợi lộc gì. Chênh lệch về thực lực không phải là thứ mà số lượng có thể bù đắp, dần dần chắc chắn sẽ thất bại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nghê Cường đã chiếm thượng phong. Mà ba người bịt mặt vướng trái vướng phải, không rảnh quan tâm đến nhau, đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Nghê Cường vừa đánh, vừa cười lạnh nói, đầu hàng đi, nể mặt mấy người luyện võ không dễ, tôi sẽ cho mấy. Người được chết thể diện hơn một chút, bằng không sẽ giống như bọn họ, treo lên thiêu chết. Đúng lúc này, người bịt mặt gầy yếu hơn một chút kia bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Nghê Cường trông thấy gương mặt kia, trong lòng chấn động mạnh. Anh ta chưa bao giờ thấy một khuôn mặt nào đẹp, như vậy, đẹp đến mức động lòng người, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông mặt. Vào thời khắc ấy, xương cốt của anh ta giống như trở nên xốp giòn, cả người không sử dụng được bất cứ một chút sức lực nào. Nghê Cường lập tức ý thức được cái gì. Anh ta cắn rách đầu lưỡi của mình. Đau đớn khiến anh ta khôi phục thần trí tỉnh táo. Nghê Cường phun ra một ngụm máu tươi, mắng, ả đàn bà thối, thế mà lại dùng mị thuật. Mà đúng lúc này, anh ta chợt nghe được một tiếng gào nặng nề, giống như cụ thú thượng cổ gầm rú vang lên trong sân nhà họ Phan. Thần hồn vừa mới khôi phục của anh ta, vào thời khắc ấy lại bị đánh tan lần nữa.
Một đôi tay đỏ rực đột nhiên xuất hiện trước mắt Nghê Cường, đang đập về phía lồng ngực của anh ta. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên, còn đến nhanh hơn bàn tay màu đỏ kia, xẹt qua cổ của anh ta. Ánh sáng đỏ và ánh sáng trắng giao nhau, trên cổ Nghê Cường xuất hiện một sợi dây rất mỏng, mà lồng ngực thì sụp đổ xuống. Anh ta không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông kia lần nữa. Trong mơ hồ, anh ta giống như nhìn thấy trên đỉnh đầu người phụ nữ kia có một con rồng màu trắng hư ảo. Nghê Cường không xác định đây là thật hay là ảo giác của anh ta. Anh ta cũng không có cách nào chứng thực cái gì nữa. Bởi vì anh ta chết rồi. Thiên tài một đời của nhà họ Nghê ở Kinh Khẩu, cứ như vậy mà ngã xuống trong sân nhà họ Phan thành phố Long. Anh ta vừa mới ngã xuống, người bịt mặt liền cõng. Mã Sơn và Thái Vĩ dân lên, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Từ Thông vẫn cầm vuốt quân cờ, không nhúc nhích, Xà Bích Thanh còn đang uống trà. Trong đình vô cùng im ắng. Nghê Hoài Kỳ cảm thấy có chút phiền não. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã treo lên thật cao, đã đến giữa trưa rồi. Xà Tông Sư, trà cũng đã nhạt rồi, không bằng đi ăn cơm chưa đi. Không vội, tôi và gia chủ nhà họ Từ còn chưa đánh cờ xong mài. Cuối cùng Nghê Hoài Kỳ cũng đã hiểu, mẹ nó đây đâu phải là đánh cờ, đây chính là lý do chuẩn bị cho ông A. Chỉ cần Từ Thông không đánh quân cờ kia xuống, bàn cờ này sẽ vĩnh viễn không kết thúc, Xà Bích Thanh vẫn sẽ ở nhà họ Từ uống trà. Vậy ông ta sẽ vĩnh viễn không động vào Từ Thông được. Nghê Hoài Kỳ bỗng nhiên dự cảm được cái gì, lấy điện thoại ra gọi cho Nghê Cường. Lại phát hiện thế mà chỗ chết tiệt này lại không có tín hiệu. Ông ta mơ hồ có chút bất an. Nhưng mà nhớ tới Nghê Cường là đệ tử đắc ý của ông ta, võ giả có thiên phú nhất trong thế hệ đời sau nhà họ Nghê, đưa mắt nhìn khắp Giang Đông, chỉ cần không phải tông sư ra tay thì không có mấy người có thể là đối thủ của anh ta. Từ Thông có thể mời Xà Bích Thanh đến, còn có thể mời thêm một tông sư nữa đi thành phố Long hay sao? Nếu thật sự có bản lĩnh này, Từ Thông nên mời cả tông sư kia đến đây, hợp sức với Xà Bích Thanh xử lý ông ta mới đúng. Nghĩ như vậy, Nghê Hoài Kỳ lại yên lòng. Từ Thông, đừng có đóng kịch nữa, hai người căn bản không phải đang đánh cờ. Có kéo dài thời gian thế nào cũng vô dụng, Xà Tông Sư không có khả năng bảo vệ ông cả một đời, Nghê Hoài Kỳ nói. Từ Thông vẫn không nói lời nào, cúi đầu nhìn bàn cờ. Đột nhiên có một tiếng rung nhẹ nhẹ truyền đến, điện thoại của Từ Thông để trên bàn bên cạnh sáng lên một cái. Từ Thông cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nghê Hoài Kỳ luôn cảm thấy không thích hợp, nhìn điện thoại của mình một chút, hỏi, vì sao điện thoại của tôi lại không có tín hiệu? À, tháp tín hiệu gần đây xảy ra chút trục trặc, tổng đài nói đang sửa, chắc hẳn sẽ sửa xong rất nhanh thôi. Từ Thông hững hờ đáp. Nghê Hoài Kỳ ngửi thấy mùi âm mưu, vậy sao điện thoại của ông có thể nhận được tin nhắn? Nghê Tông Sư, ông không biết có thứ gọi là Wi-Fi sao? Wi-Fi nhà tôi không đặt mật khẩu. Ông cứ thoải mái dùng đi. Nghê Hoài Kỳ tức giận đến mức dựng râu trừng mắt. Ông ta cảm giác mình đang bị trêu đùa, nhưng đây là việc nhỏ, quan trọng là tại sao Từ Thông lại muốn che đậy tín hiệu. Chắc chắn đã xảy ra chuyện, không phải Kinh Khẩu thì chính là thành phố Long. Từ Thông, rốt cuộc ông đang làm cái gì? Tôi đang đánh cờ mà. Từ Thông để điện thoại xuống, đặt quân đen trong tay lên trên bàn cờ. Đây là một nước cờ hay. Cơ hội sống sót của con rồng trắng đang đột nhập vào trung tâm đã vô cùng xa vời. Xà Bích Thanh cầm một quân trắng lên, nhìn bàn cờ trầm tư một lát liền ném cờ nhận thua. Từ gia chủ quả nhiên là cao thủ giết rồng, thận trọng từng bước, từng chiêu đều tương ứng nhau, bội phục bội phục. Từ Thông cười ha ha, Xà Tông Sư quá khen rồi. Nghê Hoài Kỳ cảm thấy bọn họ đang tại ám chỉ ông ta, nhưng lại không có chứng cứ. Xà Tông Sư, đã chơi xong cờ rồi. Bà cũng uống trà đủ rồi nhỉ, Nghê Hoài Kỳ có mấy phần nôn nóng nói. Xà Bích Thanh mỉm cười gật đầu, cũng gần xong rồi. Vậy xin cứ tự nhiên đi, tôi và Từ Thông có ân oán cá nhân, hy vọng bà không nên nhúng tay. Nghê Tông Sư, giữa hai người có ân oán gì, không bằng nói tôi nghe một chút, tôi xem có thể hòa giải được hay không. Tất cả mọi người đều là nhân vật lớn, sao phải đến mức ông chết tôi sống để người bên ngoài chế giễu chứ? Xà Tông Sư, không phải tôi không nể mặt, chuyện này, căn bản không có cách nào hòa giải được.
Ông ta, Nghê Hoài Kỳ vỗ bàn một cái, chỉ vào Từ Thông, ông ta phái người đào mộ tổ nhà họ Nghê tôi lên. Trộm vàng bạc minh khí dưới đất không nói, còn lấy cả hài cốt của tổ tiên tôi đi. Thù này không báo, Nghê Hoài Kỳ tôi còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Từ gia chủ, thật sự có chuyện này ư? Xà Bích Thanh nhíu mày. Bà ta không nghe Từ Thông nói qua chuyện này. Bà ta đến giúp Từ Thông, một là bởi vì thời gian trước đã từng được nhà họ Từ giúp đỡ, hai là vì giúp Lý Dục Thần. Nếu như đây là sự thật, Xà Bích Thanh sẽ phải suy nghĩ lại xem Từ Thông có đáng giá để mình giúp hay không. Loại chuyện đào mộ tổ nhà người ta này, cho dù nguyên nhân là gì, bà ta đều không thể nào tiếp thu được. Từ Thông cười ha ha nói, Xà Tông Sư, mặc dù Từ Thông tôi không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức làm mấy chuyện như đào mộ trộm mộ. Nghe Tông Sư, ông cũng không thể vu oan cho tôi được. Nghe Hoài Kỳ giận dữ nói, Từ Thông, có gan làm thì đừng không dám thừa nhận, không phải vừa rồi ông rất phách lối sao? Lúc này lại làm con rùa đen rút đầu. Ông mà không trả mấy thứ đó về, tôi sẽ phá hủy cả nhà họ Từ của ông. Từ Thông lắc đầu nói, Nghe Tông Sư, tôi đào mộ phần tổ tiên của ông có chỗ tốt gì? Ông tận mắt nhìn thấy, hay là nghe được lời đồn nào? Có phải là tiểu nhân vu khống hay không? Làm sao có thể, Lương Ngọc là... Nghe Hoài Kỳ bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện này từ đầu tới đuôi đều là nghe đồ đệ Lương Ngọc nói. Lương Ngọc là đệ tử khác họ mà ông ta thu nhận, cũng coi là một người rất đắc lực, chỉ là bởi vì khác họ nên không thể tham gia vào chuyện quan trọng trong gia tộc. Nhưng chuyện bên ngoài gia tộc, ông ta thường giao cho Lương Ngọc quản lý. Lần này đi nhà họ Phan thành phố Long cũng là Lương Ngọc đi đầu, sau đó Nghê Hoài Kỳ mới đến cùng Hầu Khuê Đông. Nghê Hoài Kỳ cẩn thận hồi tưởng lại một chút, là Lương Ngọc báo với ông ta có mấy chục cái máy xúc đang đào mộ tổ nhà họ Nghê ở Kinh Khẩu. Sau đó ông ta liền nhận được điện thoại của Từ Thông, dưới cơn giận dữ, ông ta không có bất kỳ nghi ngờ nào, đương nhiên cũng sẽ không đi chứng thực cái gì. Bây giờ tưởng tượng lại, đương nhiên là có vấn đề. Lương Ngọc là đệ tử khác họ, chuyện mộ tổ bị đào làm sao lại đến lượt Lương Ngọc báo cáo. Cho dù Lương Ngọc nhận được tin tức trong nhà, những người khác trong nhà cũng hẳn là sẽ gọi điện thoại cho ông ta mới đúng. Chỉ có một khả năng Lương Ngọc đã bị Từ Thông thu mua. Từ Thông cười nói, tôi có đào mộ tổ nhà họ Nghê hay không, Nghê Tông Sư đi về hỏi chẳng phải sẽ biết ư. À đúng rồi. Nói, Từ Thông cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn, sau đó nói, tháp tín hiệu đã sửa xong, ông có thể gọi điện thoại rồi. Nghê Hoài Kỳ có một cảm giác bị sỉ nhục, nhưng chuyện mộ tổ quan trọng, ông ta vẫn gọi một cú điện thoại về nhà. Người trong nhà nói cho ông ta biết. Lúc rạng sáng quả thật có mấy chục xe máy xúc đột nhiên xuất hiện ở gần khu nhà cũ và mộ tổ nhà họ Nghê, không biết đang làm gì, ồn ào sột soạt một trận rồi đi. Nghê Hoài Kỳ thở dài, mộ tổ nhà họ Nghê không có việc gì, nhưng trong lòng ông ta càng thêm nghẹn khuất và bực bội. Ông ta bị Từ Thông đùa bốn. Ông ta chỉ muốn chặt Từ Thông thành ngàn mảnh, rồi giết sạch từ trên xuống dưới nhà họ Từ mới có thể giải hận. Từ Thông, ông thật to gan. Ông không sợ tôi giết ông à? Từ Thông khoanh tay, tôi chẳng làm cái gì cả, tại sao Nghê Tông Sư muốn giết tôi? Hơn nữa, nơi này là Cô Tô, không phải Kinh Khẩu, Nghê Tông Sư tự tin có thể giết tôi như vậy. Nhà họ Từ không phải chuồng cừu, Từ Thông tôi cũng không phải cừu non mặc người chém giết. Từ Thông nói xong thì sầm mặt lại, thân sĩ hào môn lập tức biến thành lùm cỏ giang hồ, sát khí quanh người không hề thua kém cường giả võ đạo. Nghê Hoài Kỳ cười lạnh. Đang định nói ông đây giết ông dễ như bóp chết một con kiến, chợt nhìn thấy ánh sáng đỏ lập lòe trong đình. Cực nhiều điểm laser màu đỏ như quân cờ vây rơi lả tả vào trong đình. Bỗng nhiên, điểm đỏ lung tung lắc lư, tất cả đều rời đến trên người ông ta, lít nha lít nhít đầy khắp quần áo. Quay sang nhìn đệ tử của ông ta, trên người cũng toàn là điểm đỏ. Đương nhiên Nghê Hoài Kỳ biết đây là cái gì. Nhìn từ số lượng và mật độ của điểm sáng. E rằng có đến mấy trăm tay súng bắn tỉa đang nhắm vào nơi này. Đây là bảo vệ của nhà họ Từ. Mẹ nó cái này là quân đội đi. Đương nhiên cũng có thể là bút laser. Với sự xảo trá của Từ Thông thì tuyệt đối làm ra được. Nhưng Nghê Hoài Kỳ không dám đánh cược. Với thực lực võ đạo tông sư của ông ta chắc chắn giết được Từ Thông trước khi bọn họ kịp nổ súng. Nhưng sau khi giết thì sao? Chính ông ta cũng sẽ biến thành tổ ong. Huống chỉ trước mặt còn có Xà Bích Thanh. Nghê Hoài Kỳ nhìn xung quanh,
bắp thịt trên mặt run lên. Lúc này, Xà Bích Thanh chợt mở miệng. Nghe tông sư, nếu chuyện này là hiểu lầm, không bằng uống một chén trà, lấy trà thay rượu, cho tôi chút mặt mũi, chuyện này cứ tính thế đi. Nghe Hoài Kỳ trầm mặt, mí mắt không ngừng giật giật, thoạt nhìn như một thùng thuốc nổ sắp sửa nổ tung. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không bùng nổ, mà cầm lên chén trà đã nguội trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Xà Bích Thanh nhìn về phía Từ Thông, ông Từ, đều là hiểu lầm, cứ thế đi. Từ Thông mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc tay, ánh sáng đỏ trên người Nghê Hoài Kỳ liền tản ra từng chút một, nhàn nhã biến mất. Nghê Hoài Kỳ hừ lạnh, quay người mang theo các đệ tử rời khỏi Từ phủ. Nhìn Nghê Hoài Kỳ rời đi, Từ Thông ôm quyền nói, Xà Tông Sư, hôm nay xin cảm ơn. Xà Bích Thanh khẽ lắc đầu, bà già này xem như được hiểu biết thủ đoạn của ông Từ. Tôi tin tưởng, dù hôm nay tôi không đến, ông Từ vẫn có thể tự vệ. Xà Tông Sư quá khen, Tông Sư không thể làm nhục. Bà không đến, chuyện ngày hôm nay cũng không dễ dàng quá như vậy. Tông Sư không thể làm nhục, chẳng phải ông vẫn làm nhục sao, Xà Bích Thanh hỏi lại. Từ Thông hơi xấu hổ cười, đáp, Nghê Hoài Kỳ làm việc quá đáng, cậu Lý bế quan, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, mới ra hạ sách này. Tôi không dám coi thường Tông Sư. Người đức cao vọng trọng như Xà Tông Sư, Từ mỗ lấy làm tôn kính, không dám sinh chút lòng khinh nhờn. Xà Bích Thanh thở dài, thật ra nhục cũng chẳng sao cả, vừa vặn để những người gọi là Tông Sư chúng tôi tỉnh táo lại. Đều nói Tông Sư không thể làm nhục, lại không biết Tông Sư cũng là người. Thể xác phàm tục, không phải là vô địch, lấy dũng khí ở đâu ra mà hoành hành ngang ngược trên thế gian này. Võ đạo, tôn chỉ tại đạo, chúng ta tập võ liền phải thay trời hành đạo. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Nhưng võ giả bây giờ ai nấy cũng chỉ lo lợi ích của nhà mình, dùng võ vi phạm lệnh cấm, lấy sức mạnh ép người. Một lời không hợp liền giết người lung tung, nơi này làm gì còn có đạo. Chỉ có võ mà không có đạo thì không phải là võ đạo, mà là giặc cướp. Từ Thông đứng lên, khom người bái thật sâu Xà Bích Thanh. Xà Tông Sư, tuy tôi không phải võ giả, cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nhưng lời này của bà lại khiến Từ mỗ cảm thấy bái phục sâu sắc. Xà Tông Sư lòng mang nghĩa lớn, xin nhận một lạy của Từ mỗ. Xà Bích Thanh vội vàng đỡ ông ta, ngăn cản, ông, Từ không cần như thế. Mặc dù ông làm việc có hơi tàn nhẫn, trên giang hồ chỉ có tiếng xấu ít có tiếng lành, nhưng khí tiết của ông không mất, xem như người có tài có trí, tốt hơn mấy kẻ đạo đức giả, từ thiện giả nhiều. Nếu không thì hôm nay tôi cũng sẽ không tới. Từ Thông cười lớn đáp, Xà Tông Sư hiểu tôi. Xà Bích Thanh cũng cười, được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, còn có chuyện gì cần tôi làm không? Từ Thông đáp, đã cứu ra được Mã Sơn và Thái Vĩ Dân, đưa về thành phố Hòa. Lang Dụ Văn bị Hoàng Phủ Hiền mang đến Kim Lăng, nhất thời cũng không có biện pháp tốt gì. Những chuyện còn lại chỉ đành chờ cậu Lý xuất quan. Xà Bích Thanh nói, có cần tôi đi Kim Lăng một chuyến không? Đều là Tông Sư võ đạo. Kiểu gì bọn họ vẫn sẽ cho tôi chút mặt mũi. Từ Thông ngẫm nghĩ, cũng được, vậy làm phiền Xà Tông Sư. Bên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức tìm người, ít nhất phải bảo vệ mạng của Lang Dụ Văn trước. Hai người bàn bạc xong, Từ Thông phái xe đưa Xà Bích Thanh đi Kim Lăng. Sau khi Xà Bích Thanh đi, ông ta lập tức lấy điện thoại ra, bấm gọi điện thoại cho Chủ tịch Tập đoàn Chữ Dương tại Kim Lăng, Châu Bồi Dung. Chủ tịch Châu, tôi là Từ Thông. Muốn nhờ ông giúp một chút. Nhà họ Châu là thế gia đệ nhất Giang Đông, đó là bởi vì nhà họ Châu có truyền thừa hoàng tộc, rất nhiều dòng bên, trong gia tộc còn có đại tông sư siêu cấp như Châu Khiếu Uyên chấn thủ. Nhưng dù thế nào triều đại cũng sớm đã thay đổi. Trải qua mưa gió mấy triều, người nhà họ Châu sâu sắc hiểu ra, càng là gia tộc như bọn họ lại càng cần khiêm tốn. Cho nên, từ phương diện kinh tế mà nói, danh tiếng thế gia đệ nhất của nhà họ Châu là có tiếng mà không có miếng. Đừng nói bọn họ kém hơn nhà họ Trương Kim Lăng, thậm chí Từ Thông còn hơn bọn họ chút. Nhưng toàn bộ Giang Đông, không người nào dám bởi vậy mà coi thường nhà họ Châu. Tập đoàn Chữ Dương là công ty lớn nhất dưới trướng nhà họ Châu, làm chủ tịch tập đoàn, Châu Bồi Dung có địa vị vô cùng quan trọng trong gia tộc. Chủ tịch Châu, chỉ cần ông giúp tôi chuyện này, mảnh đất tại Lục Hợp của tôi sẽ về tay Chữ Dương. Ngoài ra... Tôi nghe nói Chủ tịch Châu có ý khai thác thị trường nhiên liệu phía Nam, chuyện này tôi là người đi trước, có chút kinh nghiệm, có thể trao đổi thêm với Chủ tịch Châu. Nghe Hoài Kỳ ra khỏi Từ phủ,
lập tức gọi điện thoại cho Nghê Cường, lại không có ai nhấc máy. Ông ta liền biết tám phần Nghê Cường đã xảy ra chuyện. Nghê Hoài Kỳ quay đầu căm hận chừng mắt liếc nhìn cổng lớn Tử phủ, cắn răng nói, Tử Thông. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về, muốn cả nhà ông chôn cùng. Ông ta dậm chân, lên xe. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi chỗ nào, đệ tử lái xe hỏi. Kim Lăng, Nghê Hoài Kỳ đáp. Trong lúc Nghê Hoài Kỳ xông vào nhà họ Từ Cô Tô, Hầu Khuê Đông cũng chạy về Thân Châu. Ông ta không may mắn bằng Nghê Hoài Kỳ. Mộ tổ nhà họ Nghê không bị đào, nhưng võ quán Hoa Anh của Hầu Khuê Đông thật sự bị phá hủy. Các đệ tử của võ quán oán giận đứng giữa một đống đổ nát, thấy sư phụ trở về, bọn họ đồng loạt than thở khóc lóc mách lèo. Mấy chục cái máy xúc cộng với số lượng lớn nhân viên bảo vệ cầm theo mệnh lệnh phá nhà của chính phủ. Lúc ấy vẫn là rạng sáng, trong võ quán chỉ có mấy đệ tử trực đêm, hoàn toàn bó tay với đội ngũ phá nhà này. Đợi đến khi các đệ tử khác nghe tin đến thì nhà đã bị phá rồi, đội ngũ máy xúc nghênh ngang rời đi. Đúng là 10 bước phá một tòa, ngàn dặm còn cái nịt, phá dỡ ầm ầm tới, máy ẩn sâu như tên. Hầu Khuê Đông giận dữ, có còn vương pháp hay không? Phá nhà ngay giữa đường mà không có ai quản à? Có điều, chuyện đáng giá vui mừng chính là tòa nhà cũ của võ quán Hoa Anh vẫn còn ở đó. Tòa nhà đó là địa điểm cũ của võ quán Hoa Anh năm xưa, được xây dựng từ thời triều đại cũ, có lịch sử hơn 100 năm. Năm đó, sư phụ Hầu Khuê Đông bắt đầu thu đồ đệ dạy nghề ở chính chỗ này, sáng tạo ra nhãn hiệu võ quán Hoa Anh này. Truyền thừa đến nay, võ quán Hoa Anh mấy lần xây dựng thêm mới có được quy mô như hiện tại. Đáng tiếc đã bị hủy đi, quay trở về 100 năm trước. Cũng may nhà cũ còn ở đó. Nếu tòa nhà cũ này cũng bị phá hủy, Hầu Khuê Đông thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp sư phụ dưới suối vàng. Đúng lúc này, mấy người nhân viên công tác mặc đồng phục đi tới. Một người trong đó hỏi. Ai là người phụ trách? Tôi là quán chủ của võ quán. Hầu Khuê Đông thấy cuối cùng cũng có người của chính phủ tới, không quá vui hỏi, võ quán của tôi bị người ta phá hủy, sao giờ các người mới đến? Người kia đáp, xin lỗi, chúng tôi không quản việc. Phá dỡ, chúng tôi tới để thông báo cho mọi người rằng võ quán Hoa Anh được chính phủ đưa vào danh sách công trình cần cải tạo của khu phố cũ và kế hoạch bảo. Vệ cửa hiệu lâu đời trăm năm, từ giờ trở đi, tất cả người không liên quan đều không được đi vào. Chính phủ sẽ tiến hành sửa chữa lại theo kiến trúc nguyên trạng của trăm năm trước. Nói xong, người kia lấy ra một phần tài liệu giao cho. Hầu Khuê Đông, ông xem chút đi, đồng ý, ký tên ở phía trên. Hầu Khuê Đông tức giận ném văng tài liệu đi, cả giận nói, mẹ nó. Cái gì mà sửa chữa lại theo kiến trúc nguyên trạng, chúng tôi ở chỗ này suốt vài thập niên, có ai từng hỏi ý kiến của chúng tôi hả? Thế thì không liên quan đến chúng tôi. Mọi người có ý kiến thì có thể đi phản ánh cho các ban ngành liên quan. Nói xong, một người khác liền đi qua, dán giấy niêm phong có đóng dấu của chính phủ lên cửa lớn và cửa sổ của võ quán xưa. Các đệ tử tức giận muốn xông lên, bị Hầu Khuê Đông ngăn cản. Một đời tông sư, chút lý trí ấy vẫn phải có. Bất luận mình có lý thế nào, nếu lúc nào xông lên đi đánh nhân viên công vụ, vậy có lý cũng biến thành vô lý. Ông ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, mở võ quán suốt bao nhiêu năm tại Thân Châu, một đời tông sư võ đạo, bên trên đương nhiên không thể không có người. Nhưng gọi hết cuộc này đến cuộc khác, đều là không nghe hoặc tắt máy. Những người sau đó nhận điện thoại của ông ta, chức vụ và quyền lực không đủ để cai quản chuyện này. Hầu Khuê Đông tức giận ném điện thoại đi, quát lớn. Trần Định Bang, khinh người quá đáng, đi, đi nhà họ Trần đòi công lý với tôi. Một đám người hung hăng lao tới nhà họ Trần. Nhưng trên con đường cách nhà họ Trần chưa đến 2 cây số, họ bị một người cản lại. Hầu Tông Sư, giờ ông muốn đi đâu? Hầu Khuê Đông nhìn qua, là một vị Tông Sư khác. Của Thân Châu, Hoàng Tổ Hùng của nhà họ Hoàng. Thành phố Hòa Ngô Đồng Cư. Trong phòng khách ngồi rất nhiều người. Chị Mai, ông chủ Vương, sư phụ Vinh vẫn mặc quần áo đen. Biểu cảm vừa mệt mỏi vừa lo lắng treo trên khuôn mặt bọn họ. Ngoài họ ra, còn có Lê Chấn Đông, Tiểu Dương, Lâm Vân, Di Tình, Hứa Quốc Lập, Phùng Thiên Minh và Châu Na. Sau khi Mã Sơn và Thái Vĩ Dân được cứu về, bọn họ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu của Bệnh viện thành phố Hòa. Viện trưởng Diêu đích thân chỉ huy, dẫn dắt đoàn chuyên gia hội chẩn cho hai người.
nhưng vết thương của họ quá nặng, chân bị thiêu đến gần như đã thành than. Bệnh viện nói chỉ có thể cắt, nhưng lại không thể lập tức phẫu thuật, bởi những chỗ khác cũng bị thương rất nghiêm trọng. Nhất là Mã Sơn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào lành lặn. Thế mà vẫn còn sống được. Trong quá khứ, viện trưởng Diêu chỉ có thể cho rằng đây là kỳ tích. Nhưng hiện tại, sau khi quen biết Lý Dục Thần, viện trưởng Diêu hiểu thứ gọi là kỳ tích thật sự sẽ thường xuyên xảy ra trên thân một số ít người. Bởi vậy, viện trưởng Diêu đề nghị nên để cậu Lý đến điều trị. Nhưng Lý Dục Thần đang bế quan, không thể tới bệnh viện. Thế là, chị Mai làm chủ, sau khi được bệnh viện xử lý đơn giản, đón Mã Sơn và anh Thái về Ngô Đồng Cư. Mọi người muốn gọi Lý Dục Thần xuất quan, lại gặp phải sự ngăn cản mạnh mẽ từ Bạch Kinh Kinh đang thủ vệ. Mỗi lần Lý Dục Thần bế quan tại Ngô Đồng Cư đều là Bạch Kinh Kinh thủ vệ. Bạch Kinh Kinh như một vệ sĩ trung thành, làm tròn chức trách của nó. Bất luận người khác nói như thế nào, bảo nếu Lý Dục Thần còn không xuất quan, Mã Sơn và anh Thái ắt phải chết. Bạch Kinh Kinh vẫn không chịu cho đi. Mấu chốt là, ở đây không có một ai đánh thắng được nó. Mỹ thuật của chị Mai cũng vô dụng. Chẳng qua, Bạch Kinh Kinh không phải hoàn toàn không hiểu nhân tình, nó rất có cảm tình với Mã Sơn, chỉ là nó không hy vọng Lý Dục Thần xảy ra chuyện hơn. Các người hoàn toàn không biết tình huống của cậu chủ. Lần bế quan này của cậu chủ không tầm thường, đã đến biên giới tẩu hỏa nhập ma. Các người đều luyện võ, không biết tẩu hỏa nhập ma có ý nghĩa như thế nào. Tôi là yêu tu, chỉ có tôi biết, một khi cậu chủ nhập ma, hậu quả đó không ai có thể gánh vác nổi. Chị Mai biết Bạch Kinh Kinh nói đúng. Trải qua hành trình đi đến thành phố Dũng, bà ta cảm nhận được sự khác biệt giữa tu tiên và luyện võ. Tu tiên giả mạnh hơn, nhưng nguy hiểm phải đối mặt lớn hơn luyện võ gấp nhiều lần. Luyện võ tẩu hỏa nhập ma nhiều nhất là phế đi gân mạch, biến thành kẻ điên. Nhưng tu tiên tẩu hỏa nhập ma, thật sự có khả năng vạn kiếp bất phục. Nhưng Mã Sơn cũng không thể không cứu. Chị Mai rất rõ ràng, mối quan hệ giữa Mã Sơn và Lý Dục Thần còn thân hơn cả anh em ruột. Tại sao mọi người không đi mời Hồ Lão Trung Y, Bạch Kinh Kinh hỏi. Bạch Kinh Kinh nhắc nhở chị Mai, bà ta quyết định thật nhanh, đi tiền đường cùng với ông Hai Phùng, mời Hồ Sư Ước trở về, thuận tiện còn đi Đại học Nam Giang đón Đinh Hương và Lâm Mộng Đình. Tình cảm giữa Đinh Hương và Mã Sơn còn thân hơn với Lý Dục Thần. Dù sao, giữa khoảng thời gian đó, Lý Dục Thần từng rời đi 10 năm, mà Mã Sơn và Đinh Hương vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn thấy dáng vẻ của Mã Sơn, Đinh Hương lập tức bật khóc. Nhưng cô ấy không biết nên làm cái gì, nếu quấy rầy Lý Dục Thần, ngộ nhỡ chúng phải tình huống nguy cấp, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồ Sư Ước. Xem xong, Hồ Sư Ước cũng nhíu chặt mày. Với y thuật của tôi, có thể giữ được tính mạng của hai người, nhưng muốn làm bọn họ khỏi hắn, tôi không thể ra sức. Sau khi trải qua trị liệu, Hồ Sư Ước còn nói, vẫn nên mau chóng nghĩ cách để cậu Lý xuất quan, muộn quá, dù hai người giữ lại tính mạng thì sợ rằng sẽ biến thành tàn tật. Hồ Sư Ước viết đơn thuốc, để lại chút thuốc đặc chế của nhà họ Hồ liền đi. Mặc dù Mã Sơn và anh Thái bảo vệ được mạng sống, nhưng trong lòng mọi người vẫn bất an, lại lần nữa tranh luận về việc có phải gọi Lý Dục Thần xuất quan sớm không. Cuối cùng, Lâm Mộng Đình đập bàn, gọi. Lâm Mộng Đình nói, Dục Thần là hạng người gì tôi rất rõ ràng, nếu anh Mã Sơn không cứu về được, dù Dục Thần có thuận lợi xuất quan, nội tâm anh cũng nhất định sẽ áy náy. Loại áy náy này sẽ theo anh cả một đời, ảnh hưởng đến con đường tu hành của anh, sau này anh sẽ rất khó lại có đột phá. Cùng với để anh áy náy và hối hận cả đời, không bằng hiện tại liền mạo hiểm một chút. Tôi tin tưởng, nếu để chính Dục Thần tới chọn, giữa mạng sống của Mã Sơn và anh ấy tẩu hỏa nhập ma, anh nhất định sẽ chọn cứu Mã Sơn, trên mặt Lâm Mộng Đình lộ ra vẻ quả quyết, tôi đi gọi. Xảy ra chuyện thì tôi phụ trách. Bạch Kinh Kinh biết Lâm Mộng Đình là vị hôn thê của cậu chủ, sau khi Lâm Mộng Đình nói rõ đạo lý với nó, cuối cùng cũng đồng ý. Thế là, sau khi Bạch Kinh Kinh rút pháp trận thủ hộ, Lâm Mộng Đình đẩy ra cánh cửa kia. Trong phòng tràn ngập mây mù màu tím. Lâm Mộng Đình rất quen thuộc với những mây mù này, trên lễ đính hôn ở Hồ Tiền Đường, Lý Dục Thần đã đạp mây tím giáng từ trên trời xuống. Lâm Mộng Đình mỉm cười bước vào trong sương mù tím. Nhưng, vừa mới đi vào, toàn thân cô liền run lên. Một luồng hàn khí vô cùng âm u lạnh lẽo đập vào mặt.
mây tím bao quanh khí đen nồng nặc bên trong. Cả người Lý Dục Thần bị khí đen bao vây, không nhìn rõ dáng vẻ của Ơn, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. Dục Thần! Lâm Mộng Đình kêu to. Bỗng nhiên, một bàn tay lớn vươn ra từ trong xương đen, bóp cổ cô. Chấm chấm chấm. Lần này Lý Dục Thần bế quan vô cùng vội vàng. Anh biết chuyện nhà họ Phan vẫn chưa xong, bát đại hào môn Giang Đông sẽ không bó tay chịu trói, nhất định sẽ phản công. Nhưng anh không kịp sắp xếp thêm. Lần này tâm ma tới quá nhanh, quá mãnh liệt. Những lời Nguyên Định Nhất nói ra mang đến cho anh chấn động quá lớn. Anh cảm giác thứ gì đó vốn ngủ say trong huyết mạch của mình đang dần thức tỉnh. Lúc quay trở lại Ngô Đồng Cư, ngay cả Bạch Kinh Kinh cũng nhìn ra anh không đúng lắm. Anh bố trí một trận pháp đơn giản, dặn dò Bạch Kinh Kinh vài câu, liền nhốt mình vào trong phòng. Sau khi ngồi xuống, anh cố gắng làm bản thân yên tĩnh lại. Nhưng khí mạch chảy xuôi, tâm ma cuồng loạn nhảy múa. Toàn thân như thể có vô số con kiến bỏ qua. Bên tai lại vang lên tiếng ca hát, xiết 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 xiết. Trong đầu lóe lên hình ảnh thiên ma giơ kiếm điên cuồng múa. Anh trông thấy thiên ma đi về phía anh, cua kiếm trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành như bố. Bỗng nhiên, gương mặt kia biến thành dáng vẻ của chính anh. Không biết ánh sáng màu đen chiếu đến từ nơi nào đó, chiếu ra cái bóng màu trắng trước người anh. Cái bóng kia vặn vẹo, thoát khỏi anh, đứng lên, cười ha ha với anh. Lý Dục Thần, cuối cùng mày cũng tỉnh, rốt cuộc mày biết mày là ai? Ha 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 ha. Lý Dục Thần giơ kiếm chém tới, đầu của ảnh ma rơi xuống. Nhưng anh chợt nhận ra, cái đầu rớt xuống kia lại là của ông nội anh. Thân thể của ông nội ầm ầm ngã xuống, rơi vào vực sâu. Ông nội! Anh hét to, duỗi tay đi bắt, không những không bắt được mà chính mình cũng bị hút vào vực sâu. Trong vực sâu có khuôn mặt đang cười với anh. Lực lượng của vực sâu làm anh không thể thoát khỏi, anh định bắt lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh không có vật gì, chỉ có dòng xoáy tối tăm. Bên trong dòng xoáy, khuôn mặt vặn vẹo kia nhìn chăm chú vào anh. Thoáng chốc, Lý Dục Thần cảm thấy gương mặt đó cực kỳ quen thuộc, nhưng không nghĩ ra gặp qua ở nơi nào. Rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Anh bất lực như một lá cây rơi vào vòng xoáy giữa sông. Đúng lúc này, Thiên Đô lệnh trên người anh lóe lên ánh sáng. Chiếu xạ ra hai chữ Thiên Đô trong hư không. Một tia thanh minh chiếu rõ nguyên thần, Lý Dục Thần biết, thứ rơi xuống không phải là thân thể mà là linh hồn của anh. Vực sâu không phải đến từ không gian bên ngoài, mà là thứ gì đó thức tỉnh trong huyết mạch của anh. Khuôn mặt vặn vẹo trong bóng tối cười gằn. Con à, đừng từ bỏ. Đừng bị ánh mặt trời giả tạo kia lừa gạt. Con không thuộc về nơi này. Con thuộc về bóng tối. Tới đây, đi theo nội tâm của con, tìm về con chân thật. Tới đây, rời khỏi thế giới tràn ngập lừa gạt và bất công này đi. Dưới ánh mặt trời toàn ẩn náu dơ bẩn, chỉ có bóng tối mới là thuần túy, vĩnh hằng, chân thật. Bọn chúng mang ánh sáng ra phơi bày trước mặt người khác, che giấu dơ bẩn. Bọn chúng chế tạo ra biểu hiện giả dối của ánh sáng, dùng mắt con người lừa gạt con người. Bọn chúng chế tạo ra ảo giác xinh đẹp, dùng ham muốn của loài người kiểm soát loài người. Bọn chúng lũng đoạn thế giới này, thúc đẩy vạn vật, khiến con người làm nô lệ mà không biết. Con à, tỉnh dậy đi, trở về chân thực, trở về vĩnh hằng, trở về bóng tối. Trở lại điểm bắt đầu của mọi thứ, trở lại khởi đầu của vũ trụ. Ở nơi đó, không có thánh nhân, không có ánh sáng, không có giả dối và bất công. Bóng tối trao cho con sức mạnh vô tận và sinh mệnh vĩnh hằng. Khi đó, con chính là ta chính là con. Vạn vật là con là thế giới. Con bất tử, bất diệt. Con trở về, mang theo thân thể bất diệt, linh hồn vĩnh hằng, sức mạnh vô tận, trở về đánh nát ánh sáng giả tạo này. Đây là sứ mệnh của con, là sứ mệnh đã trao cho con từ khi con sinh ra tại thế giới nguyên sơ. Tới đi, đừng nên chống cự, đừng từ bỏ. Chỉ cần đi theo bóng tối dẫn dắt, đi theo nội tâm chân thật của con, thả lỏng, thả lỏng. Giọng nói kia trở nên dịu dàng, dòng xoáy màu đen xung quanh cũng nhẹ nhàng hơn, như thể tử cung của mẹ, mà anh chính là thai nhi nằm trong nước ối. Sợ hãi và bất an biến mất. Lý Dục Thần càng ngày càng bình thản. Hào quang của ký hiệu Thiên Đô trong hư không yếu dần, chậm rãi bị bóng tối cắn nuốt. Ngay khi hai chữ đó sắp biến mất, ánh sáng vàng kim chợt mãnh liệt chiếu tới.
Một ông lão tóc bạc mặt hồng hào hiện lên giữa ánh vàng kim, hư chỉ thành kiếm, một đạo kiếm quang bắn vào bóng tối. Khuôn mặt vặn vẹo nổ tung trong nháy mắt, như pháo hoa lóe lên trong đêm tối. Sư phụ! Lý Dục Thần lên tiếng gọi, muốn quỳ lạy lại nhận ra thân thể của mình vẫn đang không tự chủ mà rơi xuống. Đừng sợ, dùng sức mạnh trong nội tâm con đối kháng bóng tối này. Sư phụ, người kia nói thật sao? Toàn là lời bịa đặt của thiên ma, tu hành khó gì, khó thì khó tại tham lam âm u khó trừ khử. Bước vào cánh cổng tu hành, như người đi tìm kiếm ánh sáng trong đêm tối. Chỉ cần vẫn còn ánh sáng mỏng manh chỉ dẫn thì không thể từ bỏ. Con à, hướng tới ánh sáng trong lòng mình, dũng cảm bước về phía trước đi. Sư phụ, người kia nói thế giới nguyên sơ là bóng tối. Bóng tối là thuần khiết, lời này có đúng không? Con à, đừng bị lời bịa đặt của kẻ kia lừa gạt. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thế giới nguyên sơ, mơ mơ hồ hồ, không sáng không tối. Hai điểm âm dương mới có ánh sáng và bóng tối. Bản thân bóng tối là thuần khiết, giống như ánh sáng. Nhưng thiên ma không phải. Thiên ma là ác ma núp trong bóng tối. Chúng ta theo đuổi ánh sáng, chính là muốn để ác ma trong bóng tối không nơi che giấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.